cậu du học sinh đẹp trai này là Lâm Diệc Dương. Trong đêm bão tuyết, mọi phương tiện đều ngưng hoạt động. Anh đi tới quán bar thì bất ngờ nhìn thấy Ân Quả qua khung cửa sổ, người khiến anh rung động từ cái nhìn đầu tiên. Ân Quả cùng em trai tới đây du lịch thì gặp ngay bão tuyết. Cô gọi đặt khách sạn nhưng đều hết phòng. Đành gọi điện nhờ cô bạn thân chị Nghệ đang du học tại đây đặt hộ. Diệc Dương tới quán bar gặp cậu bạn Ngô Ngụy. Trước đó, Hiểu Thiên thấy Ngô Ngụy là đồng hương nên đã tới làm quen. Ân Quả đang chợp mắt một lát thì cậu em gọi dậy, thấy Diệc Dương đã đứng trước mặt với một ly cocktail dành cho cô. Cô vẫn đang đợi tin nhắn xác nhận đặt phòng của khách sạn. Diệc Dương ngỏ ý muốn cho hai chị em Ân Quả đi nhờ xe vì giờ rất khó để di chuyển. Thế nhưng cô lập tức từ chối vì không muốn phiền. Anh nói chỉ thuận đường giúp đồng hương nên cô đành nhận lời. Cuối cùng cũng đặt được khách sạn, trong không gian chỉ còn hai người trò chuyện. Anh nói mình là du học sinh, thấy cô ngần ngại mình là người xấu nên đưa hẳn căn cước công dân, thẻ sinh viên, thậm chí cả hộ chiếu để cô kiểm tra. Xe tới, cô cẩn thận chụp lại biển số xe cho an tâm. Lên xe, cô mới biết anh cố tình đi đường vòng để tiện đường đưa cô về. Anh dặn cô buổi tối không nên đi ra ngoài, dù phải ra về nhưng anh vẫn cứ nhìn cô mãi không thôi. Về đến phòng thì Ngô Ngụy vẫn chưa về, gọi điện thì tắt máy, không có chìa khóa vào nhà. Diệc Dương chỉ đành tới quán ăn quen để ngủ nhờ một đêm. Hai chị em Ân Quả cuối cùng cũng được ngả lưng, đi du lịch mà như đánh vật. Cô nhớ lại lúc nhìn thẻ sinh viên của Diệc Dương thì anh học cùng trường với Trình Nghệ. Hiểu Thiên gửi WeChat của Diệc Dương cho Ân Quả. Cô đang vân vân có nên an ninh không thì Hiểu Thiên cướp điện thoại, kết bạn hộ chị mình, tiện gửi luôn cái tin nhắn mặt cười. Để cảm ơn, Ân Quả hẹn Diệc Dương ăn cơm. Anh hỏi cô không sợ bị lừa sao, cô liền giải thích vì lần đầu ra nước ngoài lại gặp phải bão tuyết nên mới lo sợ hiểu lầm ý tốt của anh. Cô muốn tới chỗ anh để mời ăn cơm nhưng anh đang chuẩn bị về trường. Ân Quả quyết định không đi vì nơi đó quá xa khách sạn của cô. Hiểu Thiên thấy thế liền nhắn tin hỏi han Diệc Dương, còn nhanh tay đặt luôn hai vé tàu tới trường của anh. Ân Quả lúc đầu không đồng ý vì muốn ở lại để đi chơi, nhưng cậu em nhiệt tình quá nên đành chấp nhận. Diệc Dương đang mải mê nhìn ngắm những bức ảnh của Ân Quả. Anh lưu cô là Redfish, là tên quán bar mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên chuyển khoản gửi lại tiền xe và rượu hôm qua, nhưng Diệc Dương không nhận. Ngô Ngụy tới tìm Diệc Dương hỏi tại sao chưa làm xong việc mà đã đi về. Thì ra con gái của giáo viên Diệc Dương bay qua và hẹn tối nay phải gặp được anh, và còn mang rất nhiều đồ của cô giáo gửi cho anh. Diệc Dương chỉ đành quay lại. Hôm qua trả tiền rượu cho người đẹp hết cả tiền tiêu nên đành lót dạ miếng sô-cô-la cho đỡ đói. Hai chị em Ân Quả tới trường của Diệc Dương, nhắn tin rủ anh đi ăn mới biết Diệc Dương đã qua lại thành phố. Hiểu Thiên xin lỗi chị vì đã không mời trước mà muốn đến nơi rồi mới tạo bất ngờ cho Diệc Dương. Hai chị em chỉ đành du lịch tại đây. Thấy hai chị em là người nước ngoài, cô tài xế đã biết họ muốn tới đại học Husrin vì đó là ngôi trường nổi tiếng nhất ở đây, nhưng học phí rất đắt. Ngay vậy, Hiểu Thiên càng thêm ngưỡng mộ Diệc Dương. Anh còn khen Diệc Dương là người đẹp trai nhất trên WeChat, khiến chị Nghệ tò mò. Ân Quả nói rằng Diệc Dương không đẹp, nhìn chị bình thường thôi. Thấy Diệc Dương bình luận, Ân Quả mới nhớ anh cũng đọc được những dòng cô vừa viết. Diệc Dương gọi điện nhờ người tiếp đón chị em Ân Quả. Cô nhắc Hiểu Thiên gửi lại tiền xe và rượu cho Diệc Dương. Hiểu Thiên nói anh đã nhắn tin, hẹn lần sau nhất định phải gặp lại. Diệc Dương tiếp đón con gái của giáo viên. Cô nói rằng Giang Dương đang gặp khó khăn và muốn nhờ Diệc Dương giúp đỡ. Nhưng anh liền từ chối vì mình vừa không có tiền vừa không có quan hệ và cũng không thể cho cậu ta thứ gì. Cô giáo gửi thuốc bổ cho Diệc Dương. Cô nói rằng mẹ mình luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho anh. Hiểu Thiên qua tìm Ân Quả nói rằng bạn Diệc Dương đã đưa anh đi tham quan trường, còn mua đồ ăn trưa về cho Ân Quả. Cô nhắn tin cảm ơn anh. Anh gửi icon cốc cà phê khiến cô cảm thấy khó hiểu. Hiểu Thiên cằn nhằn chị mình đi luyện tập cả tuần liền nên anh chỉ đành chơi một mình rất cô đơn. Ân Quả nói hôm nay có thời gian rảnh. Hiểu Thiên đưa chị mình đi uống cà phê, tiện hẹn luôn Diệc Dương. Tới quán, Ân Quả mới biết Diệc Dương đã đặt chỗ trước. Vừa xuống tàu, anh liền vội tới chỗ hẹn, còn không kịp ăn trưa. Chị Nghệ gọi điện nhờ Ân Quả mua hộ gói cà phê ở một tiệm nổi tiếng. Diệc Dương ngỏ ý muốn đưa cô tới. Ân Quả liền một hơi uống hết cốc cà phê cho đỡ lãng phí. Họ đi qua quán bar hôm trước, Diệc Dương hẹn Ân Quả có dịp khác sẽ đưa cô trở lại đó. Anh đưa cô nếm thử hạt cà phê rồi mày nhìn ngắm gương mặt của cô. Thấy Diệc Dương nhìn đồng hồ, Ân Quả bảo anh về trước để giải quyết công việc. Cô nhìn xuống hạt cà phê mà anh đưa rồi mỉm cười. Hiểu Thiên về trước, còn Ân Quả đi ăn cùng với cô bạn Tô Vi. Cô bạn người nước ngoài nói gần đây có quán bia rất nổi tiếng và ông chủ ở đó từng là tuyển thủ snooker rất giỏi. Ân Quả nói anh trai mình có thể quen ông chủ vì anh là Mạnh Hiểu Đông, một tuyển thủ snooker rất nổi tiếng. Khiến hai cô bạn mắt chữ A mồm chữ O, họ cùng tới quán bia vì hôm nay sẽ có một trận đấu quyết liệt. Ân Quả gặp Diệc Dương đến đấu bia. Thì ra anh đồng ý trả nợ ván bia còn nợ của cậu bạn, để cậu ta đồng ý giúp anh đón tiếp chị em Ân Quả. Anh bất ngờ khi nhìn thấy Ân Quả.
Cô bạn nước ngoài khoe Diệc Dương là người chơi bia giỏi nhất khu này. Anh luôn thách đấu với những người mạnh và chưa bao giờ thua. Trận đấu bắt đầu, Diệc Dương giành quyền phát bóng. Và rồi hết ván này tới ván khác, anh không để đối thủ dùng đến cây gậy của mình. Anh chàng đối thủ tâm phục khẩu phục, hỏi anh sẽ tham gia giải đấu nhưng Diệc Dương chỉ nhận mình là một dân nghiệp dư. Diệc Dương quay lại chào Ân Quả, mọi người hỏi về mối quan hệ của họ. Anh nói mong được làm bạn với cô. Cô đáp lại họ vẫn luôn luôn là bạn. Quá thích Diệc Dương, anh chàng Tây này nói Diệc Dương sẽ bao tiền uống của cả quán nhưng anh ta sẽ trả tiền. Diệc Dương tới mời Ân Quả uống nước. Ánh mắt anh say đắm nhìn cô. Cô giới thiệu mình cũng là một tuyển thủ bia chuyên nghiệp và tới đây để tham gia giải đấu sắp tới. Họ ngại ngùng nghịch bóng. Thấy vị trí bóng đèn của mình, Tô Vi liền về trước. Anh lại tiện đường đưa cô về. Chắc nhà anh giải khắp nơi nên đâu cũng thấy tiện đường. Anh ngỏ ý muốn cùng cô đi tàu điện ngầm thay vì taxi. Họ cùng nhau đi giữa trời tuyết rơi. Thấy cô không theo kịp bước chân của mình, anh cố tình đi chậm lại đợi cô. Cảm thấy hơi gượng gạo, anh nói bạn mình thua bia nên năn nỉ anh cả nửa tháng để tới đây lấy lại danh dự. Vì một lần muốn mời người ta ăn cơm nhưng không có thời gian cũng chẳng có tiền nên đành đồng ý chơi bia thay bạn. Trên tàu điện ngầm, họ chính thức làm quen với nhau. Cô nói em họ Hiểu Thiên đăng ký vào trường học ở đây nên muốn tới làm quen dần. Cô cũng mới báo danh tham gia giải đấu bia sắp tới nên tiện cùng đến đây tham quan trước. Còn anh hơn cô 6 tuổi, học đại học chính quy trong nước. Tốt nghiệp xong đi làm thấy nhàm chán nên đã qua đây du học ngành truyền thông. Họ bốn mắt nhìn nhau mà người rung động là người xem. Cô gượng gạo vì cảm thấy màn giới thiệu như đi xem mắt. Ân Quả nhắn tin cho Hiểu Thiên hỏi khách sạn có mì không vì thấy đói nhưng lại mất sóng. Diệc Dương đọc được tin nhắn của cô liền nhắn tin cho Ngô Ngụy đặt chỗ. Anh nói Ngô Ngụy rủ anh đi ăn mì, cô có thể đi cùng. Anh cũng chưa ăn tối vì định chơi bia xong thì ăn mà gặp cô nên quên cả ăn. Sợ cô té bậc thang do tuyết phủ kín, không nhìn thấy, anh kéo cô đi phía bên ngoài. Ngô Ngụy trách Diệc Dương không để anh tắm yên ổn mà lôi ra ngồi giữ chỗ chỉ vì bát mì. Sợ Ân Quả ngại nên anh sang ngồi cạnh Ngô Ngụy. Anh sang đây học một năm nhưng đợi Diệc Dương học xong để cùng về nước. Ngô Ngụy cũng tham gia giải đấu giống Ân Quả, nhưng chỉ tham gia cho vui vì anh chơi snooker là chính. Diệc Dương đi ra gọi món, Ngô Ngụy hỏi Ân Quả phải ở đây tận 3 tháng mới tới cuộc thi. Anh rủ cô thuê lại căn phòng trống của nhà anh đang thuê. Quay lại thấy Ân Quả đang muốn thuê phòng trống ở nhà mình. Diệc Dương không nói gì nhưng như mở cờ ở trong lòng. Anh lau đũa cho cô, còn cậu bạn thì tự đi mà lau. Về tới khách sạn, hai người bắt gặp cặp đôi đang hôn nhau đắm đuối. Ngượng ngùng, Ân Quả cố tình quay đi nói chuyện trên trời dưới biển. Trước khi về, anh còn không quên giúp cô mở cửa. Từng nghe cô nói bánh mì xúc xích ở siêu thị gần khách sạn rất tệ, anh cũng muốn ăn thử xem thế nào. Đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy tai bị đỏ, cô dậy mua thuốc. Cô đọc dòng status của Ngô Ngụy về việc Diệc Dương có người trong lòng. Diệc Dương bình luận xóa đi vì sợ cô ấy sẽ đọc được. Anh nhắn tin hỏi có phải chiếc đồng hồ anh đeo đã làm tay cô bị thương lúc mở cửa không. Cô trả lời chỉ bị đỏ một chút. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đeo chiếc đồng hồ sang tay bên kia. Ngô Ngụy nói mình cố ý đăng câu nói vừa nãy để Ân Quả đọc được. Thấy Diệc Dương ăn chiếc bánh mì chán ngắt, Ngô Ngụy cực khó hiểu. Diệc Dương nói vì Ân Quả kêu xúc xích ở đây dở tệ nên anh cũng muốn thử nó khó ăn đến mức nào. Ngô Ngụy thắc mắc nếu anh bảo phân khó ăn thì liệu Diệc Dương có ăn không. Diệc Dương hỏi cậu ăn phân rồi sao biết khó ăn, khiến Ngô Ngụy cầm nín ngay lập tức, trở ra quần áo. Diệc Dương liếc WeChat, thấy chứng nhận công ích quyên tặng bàn ghế cho trường tiểu học Minh Đức của Ân Quả. Anh liền rơi vào trầm tư. Ân Quả bàn với Hiểu Thiên về việc chuyển qua thuê nhà chỗ Diệc Dương thay vì ở khách sạn quá đắt đỏ. Cô nhận được tin nhắn anh hỏi ngủ chưa, cô nói bị mất ngủ do mì ngon quá. Họ cùng bàn luận về mì, cô khen anh rất am hiểu về mì. Anh liền gửi luôn một loạt danh sách các món mì ngon để thể hiện và hứa sẽ mời cô đi ăn. Hiểu Thiên muốn nhanh chuyển nhà tới chỗ Diệc Dương. Ân Quả phân vân vì sợ anh có bạn gái thì chuyển qua sẽ làm phiền, nhưng Hiểu Thiên liền khẳng định Diệc Dương và Ngô Ngụy đều chưa có bạn gái. Ân Quả nghe vậy mỉm cười nhưng trong lòng nhất định rất vui. Ngô Ngụy nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của Diệc Dương. Anh hỏi sao không đi ăn tôm hùm mà lại ăn mì. Diệc Dương nói anh rất thích ăn mì vào ngày sinh nhật. Bên này, Hiểu Thiên cũng đọc được dòng trạng thái nói Diệc Dương có bạn gái của Ngô Ngụy nhưng đã bị xóa đi. Anh thắc mắc mẫu người yêu của ân nhân của mình. Thấy cô chị tỏ vẻ ngại ngùng, Hiểu Thiên ra sức gán ghép. Ngô Ngụy nhận được tin nhắn đồng ý thuê nhà của Ân Quả. Tuy nhiên chủ nhà chưa quyết định vì chỉ muốn cho sinh viên trong trường thuê. Diệc Dương liền gọi điện nhờ chủ nhà vì anh từng giúp con ông ta sửa luận văn. Anh tỉnh dậy thì gặp Giang Dương dẫn học trò tới tham gia cuộc thi bia. Anh không vui lắm bỏ ra ngoài uống bia. Ông chủ quán khen Ân Quả rất xinh. Ông hỏi cô chính là người mà anh muốn làm quen ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông khuyên cậu nên nói nhiều hơn để cô thấy được tấm lòng của mình. Anh tâm sự họ mới quen nhau nên không biết nói gì nhiều, mời đi ăn cho dễ. Anh mở điện thoại đọc được những dòng tin nhắn của mình với cô. Lúc đó Ân Quả vẫn đang chăm chỉ luyện tập nhưng không được tập trung. Cô nghĩ đến những giây phút lãng mạn của ngày hôm đó.
Cô xem nhật ký hoạt động của anh nhưng không có dòng trạng thái nào. Còn anh đang đau đầu không biết nhắn tin gì cho cô, đang dồn hết sức để nghĩ ra chuyện để nói. Thì Giang Dương tới tìm rủ đi đầu bia. Anh nói từ nhỏ tới lớn, Diệt Dương luôn làm anh rất không phục. Cả trong việc học, hai người họ đều xếp cuối lớp mà giờ Diệt Dương vẫn có thể đi du học. Giang Dương hơn Diệt Dương 6 tuổi, là hai học trò cuối cùng cũng có thiên phú nhất trong tổng 6 học trò của thầy Hạ. Trong đó, tư chất của Diệt Dương là cao nhất. Hồi nhỏ, cậu đã tự tìm đến nhận thầy. 13 tuổi, anh đã đạt quán quân toàn quốc. Trước đó, Giang Dương cũng từng giành quán quân toàn quốc. Diệt Dương đưa Giang Dương tới quán bia quen thuộc. Giang Dương hỏi về người trong lòng của anh vì đọc được dòng trạng thái hôm qua của Ngô Ngụy. Diệt Dương nói cô là người Trung Quốc nhưng chưa chắc đã thích mình. Giang Dương khuyên anh nên biết phát huy ưu điểm của mình để tỏ ra quyến rũ nhất. Biết Giang Dương có tình trường phong phú, anh xin kinh nghiệm trước khi nói chuyện với con gái có cần gửi icon trước không. Nhưng gửi icon thì có ích gì? Giang Dương nói anh phải tận dụng khuôn mặt đẹp trai của mình. Giang Dương hỏi anh sao đăng ký học tiến sĩ mà ngày nào cũng đi luyện bia, chẳng lẽ không có ý định quay trở lại câu lạc bộ. Diệt Dương nhớ lại buổi tối đến nhận thầy, anh đã ăn liền hai bát mì rồi đạp xe trong trời mưa tới câu lạc bộ Đông Tân Thành nổi tiếng, nhưng lại núp trong khu nhà đổ nát. Anh chúc mừng Giang Dương vì giờ đã biến cả khu đó thành tài sản của câu lạc bộ. Ngô Ngụy bảo chủ nhà đã đồng ý cho chị em Ân Quả thuê nhà. Diệt Dương lập tức trang trí lại phòng cho Crush, thậm chí lấy luôn cả cái bàn đọc sách duy nhất, cả cái sofa mà Ngô Ngụy thích sang phòng cho cô. Anh còn không quên phun khử trùng. Thấy Ngô Ngụy cằn nhằn, Diệt Dương hứa sẽ mua một máy pha cà phê mới mà cậu thích. Anh hỏi Ngô Ngụy về con người mình trước đây với con gái có ổn không. Ngô Ngụy trả lời với vẻ mặt đẹp trai kia thì riêng ở Đông Tân Thành đã có mấy cô tranh nhau rồi. Diệt Dương lắp bắp hỏi mình mặc gì đẹp nhất. Ngô Ngụy cười nói anh mặc đồ thể thao hoặc cũng đi cho trẻ trung. Ngô Ngụy khoe việc chủ nhà đồng ý cho Ân Quả thuê là do Diệt Dương nhờ vả. Anh nói Diệt Dương thường quay về Hootstream, vừa học vừa làm nên tầm 1 đến 2 tháng mới quay lại, nên có thể sẽ không kịp gặp Ân Quả trước khi cô về nước. Cô nhắn tin cảm ơn anh đã nói giúp với chủ nhà. Lần này không chỉ nhắn tin cụt ngủn không có gì nữa, mà anh còn khoe mình đang lên lớp, mà vẫn không quên gửi icon cốc cà phê. Diệt Dương tới quán bia dưới lòng đất, thì ra anh đã tiết kiệm tiền đến nỗi không dám ăn cả hamburger để mua lại quán bia này. Anh muốn đào tạo những người tham gia giải đấu sắp tới. Hai chị em Ân Quả dọn đồ tới chỗ Ngô Ngụy. Cô khen chiếc sofa rất mềm mại. Hiểu Thiên thắc mắc tại sao phòng của chị mình có đủ thứ mà phòng mình thì không có gì. Ngô Ngụy đưa Ân Quả tới quán bia gần nhà để tập luyện. Mọi người biết cô là bạn của Diệt Dương liền chào đón rất nồng nhiệt, thậm chí còn cho dùng bàn chơi không phải ai cũng được dùng. Ngô Ngụy nói Diệt Dương có quan hệ tốt với ông chủ, anh còn rất bái phục cậu ấy vì dù học và làm vất vả đến mấy, anh cũng không từ bỏ luyện tập bia dù chỉ một ngày. Ân Quả nghĩ thầm mình đã dần bước vào thế giới của Diệt Dương, đang chăm chỉ tập luyện. Diệt Dương xuất hiện tạo bất ngờ cho Ân Quả. Cô nghĩ 1 đến 2 tháng sau anh mới quay lại. Anh hỏi cô đã thích ứng được với môi trường ở đây chưa. Ân Quả ngỏ ý muốn Diệt Dương chơi cùng. Anh nói rất nhiều người đã từng bị anh đánh thua đến nỗi khóc nghè. Anh muốn nhường nhưng sợ cô tự ái, còn cô nghĩ anh là dân nghiệp dư mà đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp thì không thỏa đáng. Ân Quả phát bóng trước, anh nói đội tuyển nữ năm nay có một người rất giỏi đánh phong cách nhanh nên hai người sẽ đánh theo phong cách này để cô làm quen trước. Ân Quả phát bóng trước, họ cứ như vậy mà đấu nhau. Cô phát hiện ra anh đang kìm nén bản thân, như vậy thì cô sẽ rất khó chịu. Thế là anh liền một trái kết thúc luôn trận đấu. Ân Quả đang định kể về cô bạn thân Trịnh Nghệ để xóa tan bầu không khí tĩnh lặng thì anh nói biết rồi khiến cô cạn lời. Thấy cô không nói nữa, anh bào chữa mình dễ khiến câu chuyện bị ngắt quãng dù rất muốn nói chuyện với cô. Về phòng tối om vì Ngô Ngụy đã dụ Hiểu Thiên đi nghe opera, anh vào bếp trổ tài nấu ăn, tiện khoe luôn hình vẽ mới của mình. Cô nhìn hình vẽ khen đẹp rồi mày ngắm nhìn gương mặt của anh. Nấu xong, anh vào phòng chọn quần áo để tạo ấn tượng với Crush. Nhớ lời Ngô Ngụy nên chọn áo hoodie cho già dàng thiếu niên. Anh đi lấy rượu còn cô thả đồ ăn. Hai người họ mày nhìn ngắm nhau mà người rung động là người xem. Rượu ngà ngà say. Cô vừa ngắm vừa hỏi thẳng anh đang theo đuổi ai. Vì từng đọc được dòng trạng thái của Ngô Ngụy khiến anh bất ngờ. Cô động viên anh đừng buồn vì tốt như anh nhất định sẽ được đáp lại. Anh nói nhìn tôi rất buồn à. Tưởng anh thực sự sắp đạt được nguyện vọng với một người con gái khác. Cô buồn rầu chúc anh thành công rồi đứng dậy dọn dẹp. Nhưng anh nói chưa ăn xong, muốn thả mì ý vào nồi nẩu ăn tạm. Bà ngoại gọi điện cho Ân Quả hỏi về nhà mới. Anh hỏi Hiểu Đông cũng ở đó nên tiện hỏi thăm, dặn em gái mình giành ít nhất là giải áo quân trong cuộc thi sắp tới. Anh muốn gọi cảm ơn người cùng phòng đã giúp đỡ chị em cô. Ân Quả ra tìm nhưng không thấy Diệt Dương. Hiểu Đông hỏi bà ngoại tên của người giúp em gái anh. Cái tên Lâm Diệt Dương khiến anh nhớ lại họ từng là đối thủ ngang tài ngang sức. Diệt Dương còn từng tự tin khẳng định Hiểu Đông chỉ giành được quán quân nếu anh bỏ thi. Thì ra Diệt Dương cũng đã nhận ra anh Ân Quả chính là đối thủ năm xưa của mình, nên lánh mặt. Thấy cô tắt máy, anh ra nấu mì ăn tiếp và hỏi về Hiểu Đông.
Cô kể dù là anh họ nhưng Hiểu Đông đã quan tâm và huấn luyện cô chơi bia từ bé nên rất thân thiết. Diệu Dương tiết lộ mình từng xem bài phỏng vấn của cô trong cuộc thi tìm kiếm tuyển thủ bia nữ. Ân Quả mất ngủ đi vệ sinh thì gặp Diệu Dương đang ngồi học bài. Thấy cô chưa ngủ được, anh đứng ngoài cửa báo cáo ngày mai sẽ đưa Hiểu Thiên và Ngô Ngụy tới một nơi, đến chiều mới về. Hai người đứng cách nhau một cánh cửa, chả biết nói gì, anh lại nhắn icon cà phê cho cô. Diệu Dương tâm sự nỗi lo về chuyện Ân Quả là em gái của Mạnh Hiểu Quân, khiến Ngô Ngụy giật mình. Anh nói Diệu Dương toi đời rồi, sợ cô ở nhà một mình, Diệu Dương đợi cô đi cùng. Bốn người cùng vào nhà hàng ăn hải sản, anh dành riêng món đặc sản canh cá hồi trước con mắt ngưỡng mộ của hai người bên cạnh. Biết ý, họ lấy cớ ra ngoài chơi để cặp đôi đang mập mờ có cơ hội ở riêng. Ngô Ngụy nhắn tin dặn Diệp Dương nắm lấy cơ hội thành công khi nơi đây chính là thánh địa của hẹn hò. Anh nhìn cô uống hớp nước lấy đà mà cô ngỡ anh vội nên liền ăn một hồi. Để kịp đi, thấy vẻ mặt nghiêm túc, cô tưởng anh có chuyện khó nói, hóa ra là muốn rủ đi ăn kem. Thế nhưng, quán kem nổi tiếng lại bị sập tiệm từ mấy tháng trước, đúng là không thể tin được thằng bạn thân giới thiệu. Anh dẫn cô tới một quán quen, ông chủ không muốn tiếp khách nhưng thấy Diệp Dương liền đồng ý tự tay làm kem cho bạn gái anh. Cô giải thích họ chỉ ở chung nhà mà chưa phải là quan hệ yêu đương. Ông chủ bảo Diệp Dương đi mua cánh hồng khô để giải lên kem, tiện nói cho Ân Quả đây là lần đầu tiên Diệp Dương dẫn con gái đến đây. Họ quen nhau ở phòng bia, nói nhiều thì thành bạn luôn. Món kem đặc biệt mà ông chủ làm riêng cho hai người bạn này đã xong, họ nhìn nhau ăn kem mà người xem cũng thấy ngọt. Cô hỏi anh cân nhắc chuyện thi đấu chuyên nghiệp, anh cho rằng mình có tố chất tâm lý kém nên không phù hợp với những cuộc thi quy mô lớn. Anh mời cô uống rượu, ra hỏi chủ quán còn chai rượu lâu năm đợt trước không. Vì nghĩ cho túi tiền của Diệp Dương, ông chủ ngỏ ý sẽ tìm một loại rượu con gái thích. Chứ rượu kia chưa chắc Ân Quả đã thích, mà cũng không thể nói cho cô là nó đắt tiền đến mức nào. Thế nhưng, Diệp Dương kiên quyết phải cho cô uống loại rượu quý nhất của quán này. Anh thổ lộ với cô rượu là một thứ độc nhất vô nhị, đặc biệt là rượu lâu năm. Ai uống được là vận may độc nhất, nghe nói đã thấy ngon. Nhưng khi uống Ân Quả lại thấy hơi nồng, uống hớp thứ hai thì lại khen ngon. Thấy thằng bạn mình đã viêm màng túi còn đi hào phóng, Ngô Ngụy chỉ biết lắc đầu. Diệp Dương ngẩn ngơ nhìn Ân Quả thưởng thức rượu, lại thấy Diệp Dương nhanh tay đặt xe đưa Ân Quả về. Ngô Ngụy than trời vì đắt, anh quyết định sẽ cùng Hiểu Thiên đi bộ về nhà cho tiết kiệm. Anh đưa cô tới quán bia luyện tập, gọi thêm ly cà phê cho sang chảnh. Họ vô tình chạm tay nhau khiến cả hai ngượng ngùng. Các bạn đều rất tò mò về cô gái mà Diệp Dương dẫn tới. Đang ngắm cô say đắm thì đồng hồ báo thức reo, anh phải trở về trường và dặn cô tuần sau sẽ không trở lại đây nữa. Ông chủ quán tâm lý miễn phí bàn bia cho Diệp Dương để anh cầm tiền mời cô ấy đi ăn. Họ hứa sẽ giúp Diệp Dương trông chừng Ân Quả, không cho chàng trai nào bén mảng tới. Ân Quả nhận được điện thoại của huấn luyện viên, cô hỏi thầy về Diệp Dương. Họ nói anh từng là tuyển thủ thiên tài, luôn giành quán quân trong tất cả các cuộc thi tham gia, cũng là đối thủ của Mạnh Hiểu Quân. Vì tính ương ngạnh của tuổi trẻ nên đã bị thầy đuổi ra khỏi câu lạc bộ và không cho ai nhắc tới cái tên Diệp Dương nữa. Hiện tại, Giang Dương là chủ của câu lạc bộ có quan hệ tốt với đàn em Diệp Dương nên không cho ai nói xấu cậu ấy nữa. Lo lắng cho em gái, Hiểu Đông quyết định rời lịch trình tới thăm Ân Quả trước, tiện mang theo cậu bạn luôn thích thầm em gái mình. Ân Quả định nhắn tin hỏi Diệp Dương về chuyện trước đây nhưng ngại, nên cô bóng gió đăng bức ảnh ly rượu và nói quên hỏi năm để anh vào tự biết chủ động nhắn tin. Ai ngờ anh bằng được chọn ly rượu đó vì nó được sản xuất vào đúng năm sinh của Ân Quả. Diệp Dương tâm sự với anh bạn Tôn Châu có phải con người anh quá nhạt nhẽo. Anh để tâm tới câu nói của Ân Quả rằng ở cạnh anh lúc nào cũng đi ăn, có thể do lúc nhỏ nghèo đến mức cuộc sống chỉ cần ăn no là đủ. Tôn Châu lo lắng, Diệp Dương rất bận mà tuần nào cũng chạy đi chạy lại giữa hai thành phố xa như vậy. Anh nói tuần sau nhiều việc chắc sẽ không trở về nữa. Ân Quả gửi tin nhắn mời Diệp Dương lần tới đi ăn mì Ý. Nghe giọng cô trong tin nhắn thoại khiến anh vừa vui vừa mãn nguyện. Ân Quả mở cửa về nhà thì gặp kẻ thù không đội trời chung của anh mình là Giang Dương. Cô chào hỏi làm ai nấy đều tò mò rồi lặng lẽ về phòng. Giang Dương nhận ra em gái của Mạnh Hiểu Đông. Ngô Ngụy liều mép liền khoe Giang Dương về chuyện Diệp Dương thích Ân Quả. Thấy bên ngoài im lặng như vậy chắc đi hết rồi. Ân Quả mở cửa ra ngoài trước bao cặp mắt. Ai ngờ anh chàng này không giữ lời lại mò về. Thì ra Diệp Dương đã dặn mọi người phải im lặng để tránh làm phiền đến crush của anh. Anh nhắn tin hẹn cô tới phòng giặt quần áo. Cô đi trước, anh theo sau để mọi người khỏi nghi ngờ. Thế nhưng ai chẳng biết. Anh hỏi thăm về Hiểu Đông, cô kể anh họ mình đã mở một câu lạc bộ mới. Bỗng có một anh béo tới giặt quần áo. Hai người ngại ngùng nhìn trộm nhau, anh béo cảm thấy có gì đó phát sáng từ nơi anh. Ngại không nói thì mình nhắn tin. Cô bảo anh nói gì đi, đừng nghiêm túc quá khiến cô căng thẳng. Anh nhìn cô rồi quyết định đột ngột hỏi thẳng cô có bạn trai chưa và có nhìn ra anh đang theo đuổi mình không. Ân Quả vừa bất ngờ vừa hồi hộp không nói lên lời. Anh căng thẳng quá lấy đại lý do tín hiệu kém để chạy ra ngoài. Cô ngại ngùng không biết phải đối mặt như thế nào. Tưởng hai cô cậu cãi nhau chuyện yêu đương,
anh Béo khuyên nhủ Ân Quả nên nhường nhịn, rồi lại bảo Diệc Dương phải đối xử tốt với bạn gái. Diệc Dương xuống đường hít thở không khí. Cậu em ngày trước cầm chiếc áo xuống cho anh. Cậu em xúc động hỏi Diệc Dương tại sao không liên lạc với mọi người và anh rất nhớ Diệc Dương. Em An bây giờ cũng là một thầy giáo trong câu lạc bộ Đông Tân Thành. Anh hỏi Diệc Dương nếu anh trai Ân Quả phản đối, liệu họ có thành đôi được không? Ra xong trở về, Ân Quả gặp đội Giang Dương đi về, ánh mắt ta chạm nhau, Ân Quả mời Diệc Dương ăn cơm rồi chạy vội vào phòng. Qua cánh cửa, hòa hẹn gặp nhau vào 10 giờ sáng mai, ánh mắt Diệc Dương không giấu nổi niềm vui sướng. Ân Quả ra ngoài gọi điện cho Trịnh Nghệ, xin kinh nghiệm về việc Diệc Dương tỏ tình mà không biết anh vì lo lắng cho cô, ra ngoài tối muộn nên đã âm thầm, dõi theo sau. Cô mời anh ăn kẹo ngọt vừa mua, anh nếm thử viên kẹo đường hình trái tim mà cô mua cho một cách mãn nguyện. Ân Quả thổn thức nhớ lại, đọc được tin nhắn tỏ tình của Diệc Dương. Thì ra thích một người vừa hay thích mình là cảm giác này. Anh dậy từ sớm tắm gội sạch sẽ để chuẩn bị cho buổi hẹn. Còn Ân Quả lại đầu bù tóc rối ngắm ngắn ngắp dài. Họ ngại ngùng nhìn nhau, vào nhà tắm, Ân Quả vội vàng gội cái mái cho đỡ bếp. Anh nấu ăn sáng trước con mắt ngưỡng mộ của cô. Hai người đi ăn mì ý tôm hùm. Anh nói chút ăn xong phải về trường luôn vì có hẹn với giáo sư. Cô kể một huấn luyện viên của mình biết Diệc Dương và thắc mắc lý do anh giải nghệ. Anh tâm sự lúc rời khỏi câu lạc bộ liền muốn đi học. Ăn xong, anh cùng cô chụp bức ảnh kỷ niệm. Phải rời xa, ánh mắt anh lưu luyến nhìn cô. Cô bất ngờ khi anh sợ cô xuống nhầm bến nên cố tình đưa cô về rồi mới bắt tàu về trường. Đang định hỏi về chuyện hôm qua thì tới bến, Ân Quả kéo Diệc Dương dặn anh tới nơi nhớ báo cho cô biết. Ân Quả nhận được điện thoại của Hiểu Đông. Anh trách cô bỏ hai buổi luyện tập mà không lo lắng cho cuộc thi quốc tế đầu tiên của mình. Anh nói rằng mình sẽ tới đó, nhưng Ân Quả nghĩ anh chỉ nói đùa vì đang bận phải tham gia một giải đấu khác. Cô về nhà nhìn thấy chiếc dao cạo râu của Diệc Dương, đến lau chùi rồi cất giữ cẩn thận. Họ nhắn tin báo an toàn cho nhau. Cô trả lời mình chưa có bạn trai, điều này anh đã biết sau khi cô hẹn anh đi ăn. Cậu bạn học gặp hỏi Diệc Dương đăng ký tiếp tục học tiến sĩ tại đây à? Anh chỉ nói trước đây là vậy, nhưng có lẽ phải thay đổi lại kế hoạch. Diệc Dương tâm sự với hai cậu bạn học cùng rằng anh luôn sống vì hôm nay, không lo lắng nhiều về ngày mai. Thế nhưng, giờ có lẽ phải suy nghĩ nhiều hơn rồi. Bên này, Ân Quả nói với ông chủ quán mì, tuần sau phải dọn đi họp mặt với đồng đội và sẽ không quay lại nữa. Cô về nhà thì gặp Mạnh Hiểu Đông. Anh nói đến tìm Diệc Dương nói chuyện và bắt Hiểu Thiên phải nhắn tin hỏi Diệc Dương ở đâu và không được nói anh ở đây. Ân Quả nháy mắt Hiểu Thiên giả vờ qua mặt anh trai mình, nhưng Diệc Dương đã đứng ở trước cửa. Hai kỳ phùng địch thủ gặp nhau khiến không khí căng thẳng. Diệc Dương bắt Hiểu Đông đợi anh rửa mặt thay quần áo. Chị em Ân Quả lo lắng hai người họ sẽ đánh nhau và bàn kế hoạch tác chiến. Hiểu Đông bắt Ân Quả phải ở yên trong phòng. Anh nói mấy năm qua cậu bạt vô âm tín, không thấy đáng tiếc khi từ bỏ PA. Diệc Dương cho rằng một quán quân thế giới như Hiểu Đông so sánh với vô danh tiểu tốt như anh làm gì. Anh không muốn nói chuyện cũ. Hiểu Đông đồng ý chuyển chủ đề sang em gái của mình. Hiểu Đông cho Diệc Dương cơ hội chơi hai ván bia để xem có đủ tư cách xen vào. Rất nhiều người đang theo đuổi em gái mình. Trước khi về còn không quên dặn Diệc Dương thay cái áo sơ mi vì không muốn đấu với người ăn mặc tùy tiện. Nhìn thấy phong cách chững chạc của anh, Ân Quả đứng hình ngẩn ngơ. Anh nói sẽ đấu với Hiểu Đông hai ván, nếu muốn xem thì đi, không muốn thì cô ở nhà đợi anh. Ông chủ quán hỏi về cô bạn gái nhỏ của Diệc Dương, khiến Hiểu Đông tròn mắt vì tên này chưa gì đã nhận vợ em gái anh làm người yêu. Cuộc đấu bắt đầu, Diệc Dương nhường khách đi trước. Thấy có quán quân snooker thế giới, mọi người trong quán đều tập trung tới xem. Ân Quả cũng đã tới. Cuộc đấu trở nên gay cấn hơn hết bởi hai cơ thủ ngang tài ngang sức này. Thấy phục vụ quán nói bạn gái anh tới, Diệc Dương nhắn tin hỏi Ân Quả. Cô nói đợi hai anh chơi xong thì cô mới vào. Nghe vậy, Diệc Dương quyết định kết thúc luôn trận đấu. Vì anh từ xa về đây không phải để chơi bia với Hiểu Đông. Liếc mắt nhìn Grass khiến Hiểu Đông thở dài vì biết Diệc Dương đang thể hiện cho em gái mình thấy. Hiểu Đông bắt Ân Quả phải tiễn mình ra ngoài. Anh muốn em gái kết hôn với Diệc Dương. Anh nhận xét Diệc Dương nhân phẩm tốt, hoàn cảnh gia đình hơi kém vì không có bố mẹ, nhưng không thành vấn đề. Anh sẽ giúp Ân Quả dàn xếp nếu bố mẹ cô không hài lòng. Anh dặn cô cố lừa cậu ta về nước để kết hôn. Nếu Ân Quả khuyên được Diệc Dương về nước, thì sẽ biết cậu ấy có thiên phú đến nhường nào. Anh khen Ân Quả biết chọn bạn trai và nhất định là phải cưới Diệc Dương. Thấy anh đang đứng nhìn mình, Ân Quả lại gần hỏi anh về sớm vậy. Anh chẳng ngần ngại đáp rằng vì muốn gặp cô sớm hơn. Cô mượn anh bật lửa nhưng anh lại lừa nắm tay cô rồi kéo lại gần. Họ nhìn nhau say đắm, nghe nói anh phải mất 7 tiếng mới về đến nơi. Cô cảm thấy đau lòng. Anh hỏi thẳng cô là ôm có được không? Cô phỉ cười đáp không được. Anh bạn Tây xuất hiện đúng lúc đẩy cô về phía anh. Cô ngại ngùng dù anh đi ăn. Anh nói đã chịu đói suốt dọc đường để được gặp cô sớm hơn, nên giờ sẽ đãi mình một bữa thật ngon. Họ nằm lấy tay nhau trong trời tuyết. Trên đường, họ gặp người dân ăn mừng vì trận đấu bóng nên đành tìm một quán ăn ở gần đó. Cô đang định nói mình ghét nhất là ăn mì ống thì anh lại gọi nên đành cố nuốt.
Cô nghĩ thầm món ngon nhất hôm nay chính là gương mặt đẹp trai này. Thấy cô không ăn được nhiều, anh hẹn sẽ về nhà nấu cho cô ăn. May quá Ngô Ngụy đã đặt nguyên một bàn đồ ăn. Thì ra Diệp Dương đã nhắn tin nhờ Ngô Ngụy đặt vì sợ mình nấu không ngon. Đang chuẩn bị ăn thì Ân Quả nhận được điện thoại của huấn luyện viên. Hiểu Thiên khoe chị mình có rất nhiều người theo đuổi và có một thanh mai trúc mã tên là Lý Thanh Nghiêm, cũng là một tuyển thủ snooker. Anh ta đã theo đuổi Ân Quả nhiều năm, chỉ cần một cú hích là sẽ thành đôi. Thấy Diệp Dương nói chuyện điện thoại lâu, Ân Quả ra hiệu chúc anh ngủ ngon. Diệp Dương nhắn tin nói sáng mai anh phải quay về trường. Ngô Ngụy khuyên Diệp Dương phải đẩy nhanh tiến độ vì tình địch Lý Thanh Nghiêm rất đáng gờm. Diệp Dương cảm thấy cậu ta không phải là đối thủ chơi bia với anh. Ngô Ngụy nói Ân Quả tìm bạn trai chứ không tìm cơ thủ, khiến Diệp Dương tỉnh ngộ, cảm thấy mối quan hệ của mình bị đe dọa. Anh liền ra tủ uống nước mà uống nhầm hũ giấm chua. Hiểu Đông hẹn gặp Giang Dương và khoe đã gặp Diệp Dương. Anh nói Diệp Dương đã thay đổi, không ương ngạnh mà biết hiểu lòng người hơn. Giang Dương tâm sự anh đến đây chủ yếu muốn khuyên Diệp Dương về nước nhưng không có cơ hội. Không ngủ được, Ân Quả ngồi dậy nhìn thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Cô nhắn tin hỏi xem anh ngủ chưa. Họ hẹn nhau ra phòng khách, còn chưa kịp mở hết cửa thì anh đã chờ sẵn lẻn vào phòng. Thì ra là để trốn Hiểu Thiên dậy đi vệ sinh. Anh mang thuốc bôi vào vết thương ở chân bị chảy lúc tránh đám đông. Cô nói để em giúp anh khiến Diệp Dương vô cùng cảm động vì rất ít người nói với anh như vậy. Cô cho rằng có thể do anh hơi hung dữ, khó tiếp xúc. Ân Quả đi lấy miếng gạc để dán vết thương cho anh. Anh đắm đuối nhìn cô lo lắng cho mình. Anh tâm sự bố mẹ mình mất sớm. Sau khi bố mẹ mất, anh đành gửi người em trai duy nhất cho một người họ hàng không có con nuôi. Năm ngoái, em trai anh kết hôn, anh đã gửi một khoản tiền nhưng bị trả lại. Diệp Dương chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy hai hạt cà phê mình đã từng đưa cho Ân Quả. Họ lại gặp nhau ngoài phòng khách. Cô đi vệ sinh xong, anh vẫn đang đứng đợi. Anh tiến lại gần sát hỏi về hai hạt cà phê. Không đợi cô trả lời, anh tiến lại gần hơn. Bỗng có tiếng động, anh nhắc cô đi ngủ. Thì ra Ngô Ngụy thức giấc vì có cuộc gọi cằn nhằn của Lâm Lâm, cũng là một huấn luyện viên ở câu lạc bộ Đông Tân Thành. Biết có Diệp Dương ở đó, cô nói Giang Dương cố tình sang đó là vì anh. Sau khi cái bóng Ngô Ngụy đã đi, Diệp Dương nhắn tin cho Ân Quả đợi trời sáng, do anh đang không ngủ được vì cô. Câu nói của anh khiến Ân Quả thổn thức. Sáng rồi, Diệp Dương nhắn tin bảo Ân Quả ra ngoài phòng khách. Thì ra quyết định đầu tư máy cà phê mới cho Ngô Ngụy là để lúc này pha cà phê cho Ân Quả uống. Biết cô thích nên anh đã đi cả một đoạn đường dài để mua hạt cà phê ở tiệm lần trước, khiến cô rất cảm động. Đang nắm tay nhau thì cái bóng đèn lại xuất hiện. Ngô Ngụy nói với Ân Quả về Lâm Lâm, cô ấy đã theo đuổi Hiểu Đông rất nhiều năm. Diệp Dương nhìn khéo Ngô Ngụy biết nên đành tránh mặt. Trong không gian lãng mạn, bàn tay anh cố chạm vào nhưng cô vội vàng đi vào nhà tắm đánh răng và xịt nước hoa. Hết Ngô Ngụy lại đến Hiểu Thiên làm bóng đèn, họ cùng nhau uống cà phê. Cô nói hôm nay phải dọn đi tập hợp với đồng đội tại khách sạn, anh liền rời chuyến tàu để đưa cô đi qua đó. Họ tình cảm mà coi Hiểu Thiên như không khí, chỉ đành lượn nhanh. Anh lưu luyến kéo tay cô sát lại, đang định đặt lên môi cô nụ hôn thì đám anh em lại đến phá hỏng chuyện tốt. Họ hẹn nhau ra ngoài trước, bỏ lại bao cặp mắt ngỡ ngàng. Không hổ danh là một cơ thủ bia thiên phú hơn người, tán Ân Quả vừa nhanh vừa bạo. Diệp Dương đưa Ân Quả đến khách sạn tập kết với đồng đội. Cô ngỏ ý mời anh xuống phòng bia của khách sạn vì cô phải tới đó gặp huấn luyện viên. Trên đường đi gặp Lý Thanh Nghiêm, Diệp Dương nhận ra thanh mai trúc mã của bạn gái nên cố tình khẳng định chủ quyền trước mặt anh ta. Đàn anh của Ân Quả ra hỏi Diệp Dương có chơi bia không. Anh chỉ nhận mình là dân nghiệp dư, thỉnh thoảng chơi và từ chối. Tuy nhiên, khi tình địch nói muốn thuyết phục những người trong hội thì phải chơi một ván. Anh lập tức tham gia. Nhìn cách sắp bi đầy tự tin của Diệp Dương, mọi người đều khẳng định anh là dân chuyên. Thanh Nghiêm dặn bạn đừng làm khó Diệp Dương. Một lần nữa, anh lại không để đối thủ phải động đến cây gậy. Đàn chị bất ngờ đến tìm Ân Quả khoe việc Diệp Dương đang đấu với Lý Thanh Nghiêm. Thấy Ân Quả lo lắng, huấn luyện viên kể Diệp Dương từng khiến thầy của Lý Thanh Nghiêm chính là Mạnh Hiểu Đông phải thua phát khóc. Diệp Dương khiến mọi người vỗ tay kịch liệt. Ân Quả đưa huấn luyện viên tới gặp anh. Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là bạn trai hiện tại, bắt tay khiến không khí căng thẳng. Ân Quả nhắc khéo Diệp Dương đi sớm kẻo lỡ tàu. Huấn luyện viên cho rằng Diệp Dương có nét ngông khí phách rất hợp với Ân Quả. Không thể đợi thêm, Diệp Dương kéo Ân Quả lên sân thượng, xin cô 5 phút. Họ đắm đuối trao nhau nụ hôn đầu. Anh hẹn cuối tuần sẽ về. Anh lưu luyến ôm cô vào lòng. Ân Quả gửi tin nhắn thoại cho Diệp Dương hỏi về mối quan hệ của họ. Là người yêu hay sự mập mờ, sợ trong bến tàu mất sóng, anh vội chạy ra ngoài nhắn tin rằng mình vô cùng nghiêm túc với Ân Quả. Cô lập tức chạy tới ga tàu tiễn anh, họ cùng háo hức chờ đợi nhau, cuối cùng cũng tương phùng. Hai người im lặng nhìn nhau, anh nói mình không dám nói nhiều vì sợ phật ý cô. Cô hỏi khéo anh chưa từng chủ động nói chuyện với người con gái nào sao. Anh lắc đầu nhưng cô nghĩ thầm rõ là anh chủ động tán cô. Cô tâm sự cảm thấy không an tâm vì mối quan hệ giữa họ phát triển quá nhanh. Anh khẳng định ngoài ngủ và Ân Quả ra thì chẳng còn thời gian nghĩ đến việc khác. Họ thẹn thùng nắm chặt tay nhau. Diệp Dương bước chân mỏi mệt về phòng trọ thì mất điện. Cảm thấy không khỏe, anh uống thuốc rồi nằm nghỉ nhưng vẫn không quên nhắn tin bảo an toàn cho bạn gái. Bên này, Ân Quả chờ mãi tin nhắn của anh.
cô bạn khuyên Ân Quả yêu xa rất khó đến được với nhau. Diệp Dương tỉnh dậy mới biết mình mới soạn tin nhắn mà quên chưa bấm gửi. Cô lo lắng sợ anh gặp chuyện nên mới đến muộn. Nhưng Diệp Dương mệt quá lại ngủ thiếp đi mà trên tay vẫn cầm điện thoại. Thấy Ân Quả đi xuống, Giang Dương gọi cô bằng biệt danh là người kết nối hai câu lạc bộ đối đầu. Anh rất vui vì được làm thông gia với Mạnh Hiểu Đông. Hiểu Đông hỏi thẳng em gái về mối quan hệ với Diệp Dương đến đâu rồi. Ân Quả nói khá tốt khiến hai ông anh này mừng rỡ ra mặt. Cuối tuần, Ân Quả nghĩ Diệp Dương sẽ về nên nhắn tin bảo anh phải xem thi đấu nên không ăn tối với anh được. Nhưng Diệp Dương lại báo tuần này không về được, để tuần sau sẽ về sớm hơn 2 ngày khiến Ân Quả hụt hẫng. Hiểu Thiên tới mời chị gái đi ăn chơi cuối tuần. Thì ra Diệp Dương đã lập sẵn kế hoạch, địa điểm, còn gửi cả tiền nhờ Hiểu Thiên thay anh đưa Ân Quả đi chơi. Tuy nhiên, Ân Quả từ chối Hiểu Thiên và dặn em trai không được nói với Diệp Dương. Ân Quả dọn dẹp đồ đạc, vui vẻ bắt tàu đi thăm người yêu. Cô gửi cho anh bức ảnh nơi mình đang đứng. Biết cô tới thăm mình, Diệp Dương vội lao tới đón. Thấy bạn trai ốm, cô lo lắng vì thương anh. Diệp Dương cảm động ôm cô nói sợ ảnh hưởng đến việc luyện tập nên anh không dám nói. Cô bắt anh không được nói mà nhắn tin chi tiết về bệnh tình. Anh phải đưa danh sách thuốc chứng minh chỉ bị đau họng thì cô mới yên tâm. Nắm tay nhau, cô thổ lộ phát hiện ra lợi ích của việc yêu xa, chính là mỗi lần gặp nhau như mới quen. Anh tủm tỉm cười nói sự thật mình cũng vừa quen nhau 4 ngày khiến cô ngại ngùng. Vừa vào nhà, Ân Quả bị va vào chiếc tủ để ngay cửa. Diệp Dương vội thu dọn phòng cho đỡ bừa bộn. Nhìn thấy Ân Quả, bạn cùng phòng của Diệp Dương mừng rỡ. Vì sau 3 năm ở cùng thì cũng thấy Diệp Dương thoát ế. Đúng lúc cậu ta hỏi Diệp Dương tối nay có ra ngoài ở không thì Ân Quả đi qua. Cậu ta liền nhận mình sẽ ra ngoài ở để không gian cho Diệp Dương cùng bạn gái. Phòng nhỏ quá đến cái ghế cũng hỏng. Ân Quả chỉ đành ngồi trên giường. Thấy anh đau họng khó nói, cô đề nghị nhắn tin dù chỉ ngồi cách nhau 1 cm, vai kề vai, chân sát chân, ngồi trên giường nói chuyện bằng WeChat đúng là độc nhất vô nhị. Hết chủ đề để nói, anh quyết định lấy gối nằm cho đỡ đau lưng, định chạm vào tay cô rồi vội rụt lại. Vì tay lạnh sợ làm cô lạnh, cô trách anh sao không mặc nhiều áo. Anh nói đang đi đổ rác thì nhận được tin nhắn, không muốn cô đợi nên chạy ngay tới bến tàu, không kịp lên lấy áo. Anh tiến sát lại nhẹ nhàng hôn lên má. Cô hồi hộp lấy điện thoại đặt khách sạn vì nhỡ hết phòng. Anh khẳng định chỉ muốn ở bên mà không làm gì cả, nên không cần phải đặt phòng. Thấy chân bạn gái đau vì cái tủ chết tiệt, anh không một động tác thừa ra vứt luôn cái tủ vào trước cửa phòng thằng bạn để cậu ta ra đập vào đau điếng. Đến giờ đi ngủ, anh cẩn thận đắp chăn, tắt đèn rồi leo lên giường. Anh chúc cô ngủ ngon rồi quay mặt vào tường tự vấn lương tâm. Ân Quả đắp chăn và chúc Diệp Dương ngủ ngon. Ân Quả nhắn tin cho cô bạn thân khoe mình đang ở nhà Diệp Dương. Trịnh Nghệ liền gọi điện cho Ân Quả khiến Diệp Dương để ý. Cô chui vào trong chăn nhắn tin kể rõ sự tình câu chuyện tình yêu với tốc độ tên lửa của mình. Trịnh Nghệ khuyên Ân Quả phải bảo vệ bản thân chớ manh động. Chuông báo thức reo. Diệp Dương thức giấc với tay lấy điện thoại. Thấy Diệp Dương sát bên mình, Ân Quả ngại ngùng. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc ngắm nhìn gương mặt bạn gái. Cô giả vờ ngủ tiếp để trốn tránh cảnh sắc khiến mình ngạt thở này. Diệp Dương chu đáo đi siêu thị mua dụng cụ vệ sinh cá nhân, còn cẩn thận tráng nước nóng khử khuẩn rồi mới gọi người yêu dậy. Sợ bạn trai tốn tiền, Ân Quả đặc biệt dặn dò không cần anh phải đưa đi ăn đi chơi. Cô muốn cùng anh đi luyện tập bia. Diệp Dương đưa Ân Quả tới phòng bia dưới tầng hầm của một khách sạn bình dân. Ân Quả bất ngờ về độ hoành tráng của phòng tập này. Cô nghĩ Diệp Dương là khách quen nên ai cũng quen biết anh. Diệp Dương giới thiệu Ân Quả là chị dâu của mọi người khiến ai nấy đều bất ngờ. Cô phát hiện ra phòng bia này chính là của anh. Anh kể phải đóng liền 6 tháng tiền thuê khi ký hợp đồng, sau đó bị bao tuyết cả tháng nên không kinh doanh, đã lỗ không ít tiền. Và tháng nghèo nhất đó anh đã gặp cô. Diệp Dương chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ân Quả. Anh nói từng có lúc mệt đến nỗi không muốn chạm vào bi, chỉ ngồi ở đây nghe tiếng cơ chạm vào bi cũng thấy trong lòng dễ chịu. Anh cho cô nếm thử miếng sô cô la đen mình hay ăn. Cô há miệng ra thì anh lại đặt nó xuống bát để trêu đùa. Thấy cô không ăn nổi, anh liền một hơi ăn hết chỗ đồ ăn thừa, mặc kệ cô ngăn cản. Mọi người tới gọi chị dâu và hỏi han Ân Quả. Diệp Dương nắm tay đưa cô tới phòng riêng luyện tập. Anh đầu tư lấy hết đồ mới cho cô sử dụng. Nhìn thấy sự tự tin trong lúc chơi của Ân Quả, Diệp Dương nói mình đã xem hết tất cả video thi đấu của cô. Diệp Dương muốn đưa Ân Quả đi ăn món ngon, nhưng cô xót tiền thay anh nên chỉ muốn ăn đại gì đó cho xong. Anh liền đưa cô tới nhà hàng sang chảnh rồi gọi nguyên một bàn đồ ăn. Anh lấy những phần ngon nhất cho cô. Thấy bạn trai ăn lại đồ ăn thừa của mình, Ân Quả hỏi sao anh không thấy kỳ. Anh khẳng định người nhà cả thì sợ gì. Anh kể trước khi em trai mình học mẫu giáo đã luôn để dành đồ ăn được phát ở trường mẫu giáo để mang về cho anh, khiến cô giáo mời phụ huynh tới. Nhưng bố mẹ mất, khi đó Diệp Dương mới học tiểu học, chỉ đành tới gặp cô giáo. Dù rất nhớ nhưng thực sự lúc đó anh không thể nuôi nổi em trai mình, chỉ đành gửi cậu ấy cho họ hàng. Ân Quả nhìn anh mà xót xa. Diệp Dương đặt khách sạn cho Ân Quả vì thấy đêm qua cô ngủ không ngon. Anh đi phỏng vấn và hẹn tối sẽ tới đón cô. Cô nhớ lại lời Tôn Châu nói, quán bia của Diệp Dương giống như một ngôi nhà của những người đam mê bia mà không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Diệp Dương không thu tiền của họ, còn làm huấn luyện viên miễn phí. Doanh thu chủ yếu từ kinh doanh cho khách ngoài, thuê nhà nghỉ phía trên rồi xuống chơi bia nên không nhiều, tháng nào cũng bị lỗ. Ân Quả nhắn tin cho Diệp Dương sẽ chia đôi tiền ăn vì không muốn tiêu
tiền của anh mãi, cô cũng muốn góp thêm tiền cho quán bia của anh. Anh thực sự cảm động về sự hiểu chuyện của cô người yêu. Anh liền chụp cho cô xem tổng số tài sản mà mình có. Cô cũng chụp lại tài khoản của mình và nói rằng dù không nhiều bằng anh nhưng vẫn có thể giúp anh xoay sở một chút khi khó khăn. Diệp Dương quay lại khách sạn tìm Ân Quả. Anh quyết định cho tới lúc cô quay trở về thì sẽ luôn ở bên cạnh cô vì không nỡ đi đâu, không một động tác thừa. Anh kéo cô lên sofa, vuốt ve mái tóc, ngửi ngửi khen thơm rồi hôn tới tấp. Mẹ sinh em ra kiểu gì mà xinh thế, chắc có rất nhiều người theo đuổi. Ân Quả nói không ai dám theo đuổi mình vì Mạnh Hiểu Đông tuyên bố không cho ai tán em gái từ hồi cô học cấp 2. Anh ta còn khẳng định em mình có mắt nhìn, chỉ yêu trai đẹp mà thôi. Diệp Dương quyết định sẽ cảm ơn Hiểu Đông cho tử tế. Ân Quả muốn nghe về quá khứ của anh. Diệp Dương kể bố mẹ mình mất sớm vì tai nạn khi đi công tác cùng nhau, thấy bạn gái còn buồn ngủ. Anh ôm cô lên giường thì có điện thoại, định không nghe mà bạn gái cứ bắt nghe. Anh chỉ đành vừa ôm cô vừa nghe điện thoại của cậu bạn báo anh được duyệt học tiến sĩ. Nhưng Diệp Dương lại nói có thể không học nữa. Ân Quả khuyên anh không được sốc nổi vì cô mà từ bỏ kế hoạch. Anh nhẹ nhàng ôm cô bạn gái bé nhỏ, định gần gũi thì cô ngại ngùng quay đi. Thấy cô buồn ngủ, anh nhẹ nhàng đắp chăn kéo rèm, còn mình vào nhà tắm rửa mặt cho hạ nhiệt. Diệp Dương cởi áo ngồi sẵn trên ghế sofa. Ân Quả thức giấc liền bị cảnh sắc này đập vào mắt, cô trốn tránh giả vờ tìm điện thoại. Anh bế cô ra khỏi giường rồi rủ đi ăn, yêu gì mà chỉ ăn với hôn. Anh cố tình làm thay anh bạn hướng dẫn viên du lịch để đưa Ân Quả đi du lịch ban đêm tại thành phố này. Đây từng là công việc làm thêm trước đây của Diệp Dương. Thấy bạn trai mình được nhiều cô để ý, Ân Quả nhắn tin khen khéo. Diệp Dương liền trêu đùa đưa mã QR WeChat cho cô quét. Ân Quả mải mê ngắm nhìn anh bạn trai lúc say mê làm việc. Anh dặn cô ở trong xe nghỉ ngơi đợi anh. Xong việc, anh đưa cô đi ngắm sao. Anh cẩn thận kéo khóa áo giúp cô đỡ lạnh rồi ăn sô-cô-la. Anh đã đặt vé tàu sớm hơn một ngày để đưa cô trở về rồi mới quay lại. Anh muốn cô về sớm để tập trung luyện tập, chuẩn bị chia xa. Ân Quả buồn rầu. Họ im lặng ngắm nhìn nhau. Anh nhẹ nhàng vuốt má rồi muốn hôn mà bị cô đẩy ra ngoài. Cô hỏi anh sẽ tới tìm mình khi thi đấu chứ. Nhưng Diệp Dương chưa đồng ý vì sợ không tới kịp. Giờ cô mới biết sinh nhật anh vào đúng ngày họ cùng nhau ăn mì sau khi xem anh thi đấu ở quán bia của ông chủ người Hoa. Cô trách anh không nói là mình bỏ lỡ mất một lần sinh nhật của bạn trai. Anh hôn lên tay bạn gái. Giờ chia tay đã đến, Ân Quả luyến tiếc ôm chặt anh, lại định hôn mà cứ trốn mãi. Ngồi trên xe, Ân Quả mở cánh cửa, gọi Diệp Dương rồi trao anh nụ hôn tạm biệt khiến anh cười ngây ngốc một lúc rồi mới đi bộ từ bến tàu tới bến xe buýt để tiết kiệm tiền vé tàu. Đi nhiều quá đến quen cả mặt, ông lái xe buýt liền bóc mẽ Diệp Dương yêu đương đến hết tiền phải tiết kiệm đi xe buýt. Diệp Dương trở về quán bia, thì ra anh vẫn còn đau họng nên hơi mệt. Anh nhận được tin nhắn của bạn gái cảm ơn về những gì anh hướng dẫn trong lúc luyện tập thực sự có ích, giúp cô hiểu lối chơi của đối thủ bản địa. Họ gọi video, Ân Quả nhanh chọn góc mặt ánh sáng sao cho xinh nhất thì tín hiệu mất. Cô gọi lại đúng lúc anh đang ho, sợ cô lo lắng nên chỉ đành tắt máy nhắn tin. Cô nói rất thương và nhớ anh, cô muốn anh tới xem cuộc thi chính thức đầu tiên của mình, nhưng Diệp Dương liền trầm ngâm. Anh nhớ lại cảnh tượng bị thầy đuổi ra khỏi câu lạc bộ và sẽ nói không còn bất kỳ quan hệ gì với Diệp Dương nữa. Anh nhắn tin dặn Ân Quả nếu anh làm sai chuyện gì thì hãy cho anh cơ hội sửa đổi. Cô nói mình tốt tính, chỉ cần mua chút đồ ăn ngon là hết giận liền. Ân Quả tới phòng bia luyện tập, Thường Nghiên của đội Đông Tân Thành tới làm quen, hỏi chuyện Diệp Dương. Thế lạ, Ân Quả nhắn tin hỏi thẳng Diệp Dương về cô ta nhưng anh trốn tránh. Anh gọi điện nhờ Ngô Ngụy cứu nguy, xuống phòng bia tìm Ân Quả vì sợ Thường Nghiên nói gì không hay, khiến bạn gái anh phải suy nghĩ. Còn anh, cuối cùng cũng nhắn tin lại rằng Thường Nghiên từng theo đuổi mình. Để chữa lành, anh đế thêm lần đầu tiên gặp Ân Quả ở quán bar đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngô Ngụy tới khoe với Thường Nghiên Ân Quả là vợ của Diệp Dương. Ngô Ngụy kể, ở câu lạc bộ ngày trước có 10 cô thì đến 8 người thích vẻ đẹp trai của Diệp Dương. Nhưng Ân Quả phải tự hào vì cô là người đầu tiên không tán mà khiến cậu ta tự đổ. Đã thế còn gặp một lần mà nhớ nhung mãi. Thấy Ân Quả vui vẻ trở lại, Ngô Ngụy liền rủ đi ăn cà rán. Thế nhưng tại đây, anh vô tình đổ thêm can xăng đốt nhà thằng bạn thân. Anh kể chi tiết từng màn tỏ tình, thư tình, hạc giấy của không những con gái trong câu lạc bộ mà cả đối thủ thi đấu. Trong đó màn theo đuổi của Thường Nghiên là đặc sắc nhất. Cô ta vào đội Đông Tân Thành cũng vì Diệp Dương, khiến Ân Quả nuốt không trôi. Diệp Dương an tâm vì nhận được tin nhắn của Ngô Ngụy báo đã dỗ Ân Quả vui vẻ cười ha ha. Giải đấu chính thức bắt đầu. Trong ngày thi đấu đầu tiên, Ân Quả liên tục thắng. Bên này, Diệp Dương ở quán bia xem cô thi đấu qua điện thoại. Đến ngày thi đấu thứ 3, Ân Quả vẫn tiếp tục giữ vững phong độ. Cô mệt mỏi trở về phòng chờ. Diệp Dương xuất hiện khiến mọi người trong câu lạc bộ Đông Tân Thành rất xúc động vì anh có thể vượt qua lòng tự trọng để tới xem thi đấu. Diệp Dương tới chỗ Ân Quả, tưởng là anh trai, Ân Quả nói mình quá nóng lòng muốn vào chung kết được tổ chức vào cuối tuần để Diệp Dương có thời gian đi xem. Nhìn thấy anh, cô xúc động không nói lên lời. Họ không ngần ngại mà ôm chầm lấy nhau trước bao con mắt. Cô xót xa vì anh đi mưa ướt cả áo. Sau 11 năm,
Diệc Dương mới quay trở lại khán phòng thi đấu trực tiếp. Trận đấu hôm nay, Ân Quả gặp đối thủ từng là quán quân cùng giải đấu. Cô mở màn không thuận lợi, bị đối thủ giành quyền phát bi, rồi dẫn trước thắng tận 5 trận. Cuối cùng, cơ hội của cô cũng đã đến. Với ánh mắt sắc lạnh, cô lần lượt giành lại từng điểm số. Diệc Dương từng hướng dẫn cô đánh nhanh vì như vậy mới đang tận hưởng thú vui của bia. Ân Quả ổn định đánh thắng liền lúc 8 trận trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Diệc Dương hồi hộp dõi theo bạn gái. Vào thế khó, Ân Quả thay gậy để nhảy bi khiến cả khán phòng nể phục. Chỉ còn một trái cuối, gương mặt ai cũng căng như dây đàn. Viên bi lăn từ từ xuống lỗ giúp Ân Quả giành chiến thắng. Cô chạy tới vui mừng nắm tay Diệc Dương. Cô nói muốn tặng cuộc thi này cho anh và gọi anh là My Queen. Dù tới cuộc thi muộn hơn anh nhưng từ nay trở đi, vinh quang cô giành được đều chia cho Diệc Dương. Thắng làm vua nên anh hôm nay sẽ là hoàng hậu. Diệc Dương rất cảm động vì lời tỏ tình của cô bạn gái bé nhỏ. Mạnh Hiểu Đông và Giang Dương rủ Diệc Dương tụ tập. Anh nắm tay đưa cô về khách sạn. Anh nhanh tay đặt phòng ở khách sạn cô ở, nhẹ nhàng nắm tay. Anh đẩy sát cô vào tường rồi hôn tới tấp. Mở cửa phòng, anh bế cô lên hôn nhưng ngừng lại vì thấy người yêu khóc. Cô buồn vì sang tuần phải rời xa nơi này, cũng có nghĩa phải xa anh. Anh chớp cơ hội khuyên cô hãy ôm anh đi, ôm nhiều phút nào được phút đấy. Cô lập tức làm theo. Đang ôm thì Lý Thanh Nghiêm gọi điện, nói có chuyện muốn bày tỏ với Ân Quả. Diệc Dương nghiêm mặt đổi nghe điện thoại. Anh hỏi Thanh Nghiêm số phòng tụ tập với đội Hiểu Đông, nghe là phụ còn khẳng định chủ quyền mới là chính. Sau một hồi nhìn nhau, họ tiếp tục hôn nhau say đắm. Anh đặt pizza và dặn cô ở phòng đợi anh đi uống rượu với Giang Dương và Hiểu Đông. Tiện gặp Lý Thanh Nghiêm, anh hẹn chốt đấu hai ván với cậu ta. Rượu ngà ngà say chỉ còn 3 kỳ phùng địch thủ. Giang Dương khuyên Diệc Dương nhân cơ hội này hỏi chuyện Hiểu Đông. Mà không đợi Diệc Dương hỏi, Hiểu Đông liền khai luôn bố mẹ Ân Quả rất thích Lý Thanh Nghiêm. Đặc biệt nhà Ân Quả có một người từng là trọng tài. Trong đúng cuộc thi Diệc Dương bỏ thi, Hiểu Đông muốn Diệc Dương suy nghĩ về việc quay lại chơi bia để làm lại từ đầu. Diệc Dương tìm Lý Thanh Nghiêm xuống đấu bia, thấy mình giành quyền phát bi. Diệc Dương thở dài thay Lý Thanh Nghiêm vì anh ta sẽ chẳng còn cơ hội thi đấu. Đúng như lời nói, Diệc Dương dứt khoát thắng liên tục khiến Lý Thanh Nghiêm chỉ biết đi xếp bi liên tục. Anh khuyên Thanh Nghiêm không nên học theo cách đánh 25 giây một viên bi của Mạnh Hiểu Đông mà giới hạn bản thân của mình. Anh nói thêm dù cậu ta và Ân Quả có quan hệ gì thì đều sẽ phải dừng ở đây vì Ân Quả là vợ của anh. Nhìn Diệc Dương chơi bia, không ai nghĩ anh say đến nỗi nhìn người như ảo ảnh. Anh nhớ lại lần đầu thi đấu, anh cố gắng giải thích mình không hề phạm quy. Mọi người bắt anh phải xin lỗi vì cãi lại trọng tài, nếu không sẽ bị cấm thi nhưng anh liền tuyên bố bỏ thi luôn tại đó. Diệc Dương rơi nước mắt chao đảo bước đi. Anh gọi điện hỏi Ngô Ngụy địa chỉ quán bánh kem để mua về thưởng cho Ân Quả giành chiến thắng. Chờ mãi không thấy Diệc Dương về, Ân Quả nhắn tin hỏi Ngô Ngụy. Cô chạy tới khách sạn tìm Diệc Dương, say đến mức không biết Tiểu Quả đang ở bên. Anh dặn Ngô Ngụy mau cầm bánh kem tới cho Ân Quả và nhớ đừng nói chuyện anh đang say. Cô thầm nghĩ gương mặt đẹp trai này cũng như không, chỉ biết ngốc nghếch mà đối xử tốt với bạn gái. Nhận ra Ân Quả, anh ôm chầm lấy cô và hỏi trong lòng cô giờ có anh chưa. Ngô Ngụy kể vì mua được bánh kem cho cô khi tiệm bánh đã đóng cửa, cậu ta cứ ngồi chờ mãi ngoài cửa như một người vô gia cư. Ân Quả thực sự rất cảm động. Tiện thể, Ngô Ngụy kể hết những chuyện Diệc Dương đã làm vì cô. Từ việc mời ly rượu bằng vài tháng lương, đến việc chơi bia thay cậu bạn để giúp anh tiếp đón chị em Ân Quả. Giang Dương kể lại, Diệc Dương tài năng quá vượt trội, tính cách lại ngông cuồng. Bỗng chốc một ngày tụt dốc thua mấy trận liên tiếp nên có tin đồn anh nhận tiền bán độ. Sau đó, trong một trận đấu lớn, anh xung đột với trọng tài bị cấm đấu nửa năm. Thầy giáo bắt anh xin lỗi trọng tài, nhưng giữ lòng tự ái anh nhất định không chịu và cứ thế mà từ bỏ bia đến giờ. Trước buổi thi đấu cuối cùng, dù luôn là người giữ vững tâm lý nhất, nhưng lần đầu tiên Ân Quả cảm thấy hồi hộp bởi anh bạn trai quá xuất sắc và cô muốn vượt qua được anh. Trận chung kết là sự đối đầu giữa Ân Quả của Bắc Thành và Lưu Huy Nhiễm của Đông Thành, một người đã giải nghệ từ lâu và vừa mới quay trở lại. Diệc Dương tỉnh dậy đã thấy Ân Quả đang nằm cạnh. Anh ôm cô tâm sự hôm qua đã gặp nhiều bạn cũ, nhớ lại nhiều chuyện quá khứ nên mượn rượu giải sầu. Ân Quả hỏi đùa anh còn nhớ đã làm gì tối qua không? Anh âu yếm người yêu mà không cho cô cơ hội trở mình. Giật mình nhớ ra trận chung kết, Ân Quả kể mình đã đệ thua Lưu Huy Nhiễm. Anh hẹn cô đi ngắm mặt trời mọc trên đảo. Anh đã giấu cô chuẩn bị mọi thứ từ sớm. Tới đảo, anh thuê một chiếc xe đưa cô đi chơi. Nghe cô nói muốn trò chuyện, Diệc Dương tạt xe luôn vào trạm nghỉ, ngả ghế ra sau, nằm tâm sự. Anh âu yếm bàn tay Ân Quả, hai người quyết định đi một mạch lên đỉnh núi để kịp ngắm mặt trời mọc. Cảnh sắc trước mắt đẹp đến mức khiến Ân Quả trầm trồ mãi. Thấy cô hơi mệt, anh kéo áo dặn cô vào trong xe đợi mình. Diệc Dương mua đồ ăn vặt và nước nóng cho Ân Quả. Anh cho cô đeo đồng hồ bấm giờ trong vòng 3 tiếng sẽ tới một nơi Ân Quả rất thích. Ân Quả chụp gương mặt đẹp trai không góc chết của anh bạn trai. Anh đưa cô ra bãi biển, còn đặc biệt mang theo tuyết trên đỉnh núi xuống để tạo bất ngờ cho cô đáp người tuyết. Họ cùng nhau chơi đùa trước con mắt ngưỡng mộ của bao người. Diệc Dương nhìn ngắm Ân Quả vui đùa dưới nắng. Anh nói lúc nào cũng nghĩ về cô, họ nắm tay đi dạo, cùng chơi vòng quay ngựa gỗ, chơi là phụ còn phát cầu lương là chính, cùng viết tên lên khóa rồi khóa chặt vào nhau, cùng chơi đùa trên phố, trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa thanh thiên bạch nhật. Người yêu buồn ngủ, anh bế cô đưa vào căn nhà gỗ, thì ra đây không phải là khách sạn Diệc Dương đặt trước.
anh chỉ thuê tạm căn phòng này để bạn gái ngủ bù. Ngủ một lúc đến 12 giờ đêm, Ân Quả nũng nịu trong lòng bạn trai, họ tiếp tục khởi hành nắm tay nhau giữa bầu trời đầy sao. Anh còn đặc biệt chuẩn bị kính thiên văn cho Ân Quả ngắm sao, còn anh thì ngắm cô. Ngồi trong xe, Dương Dương gửi tin nhắn cho Ân Quả bức ảnh bầu trời đêm nay và ảnh chụp hình vẽ trên cánh tay của anh. Anh nói cô giống như ngôi sao trong đêm đen, không thể nào ngó lơ. Dương Dương cảm ơn Ân Quả vì đã khiến anh trở lại sàn đấu, cảm ơn vì đã tin tưởng một người không có gia đình, không có tương lai ổn định là anh. Cô chỉ biết ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Ân Quả trách anh khiến cô không muốn về nước vì không nỡ sao nhau, nhưng anh quyết định sẽ về. Anh nói cô hãy sống theo ý muốn của mình, còn anh tới là để chiều ý cô. Hai người nghỉ trong xe, chờ trời sáng, cô cười nói hoàn cảnh này giống bỏ nhà theo trai. Hồi nhỏ cô từng muốn tới một hòn đảo chỉ có hai người trong xe, cửa xe mở hơi nước giống tình tiết trong phim Titanic. Diệp Dương nhờ đó không phải là tình tiết đứng đắn khiến cô e thẹn. Diệp Dương đưa Ân Quả về nhà thu dọn hành lý. Anh về phòng thay quần áo để đưa cô ra sân bay, nhìn thấy hai hạt cà phê rồi lại nhìn anh. Cô buồn rầu không nỡ xa nhau, anh pha cà phê, họ chỉ im lặng nhìn nhau. Cô muốn tới phòng giặt quần áo vì đó là nơi anh nhắn tin tỏ tình. Anh hẹn lần sau cùng nhau quay lại đây sẽ đưa cô tới đó. Anh nắm tay đưa cô ra xe. Ân Quả vội chạy vào nhà giặt quần áo chụp ảnh làm kỷ niệm. Đường ra sân bay hôm nay sao ngắn quá. Dù làm gì, hai người vẫn không buông tay nhau. Trước giờ phút chia xa, họ xúc động ôm lấy nhau. Anh hỏi cô có hối hận vì mới tình đầu đã phải yêu xa. Cô trách anh nhẽ ra về nước mới theo đuổi mình, thấy nước mắt Ân Quả không thể ngừng rơi. Dương Dương còn chuẩn bị sẵn bịch khăn giấy để cô lau nước mắt trên máy bay. Họ trao nhau nụ hôn trước khi thực sự phải yêu xa. Anh đứng nhìn bóng dáng người thương xa dần. Cô nhắn tin cho anh nói đã thay đổi tên WeChat thành Quả trong rừng. Quả là tên của cô, còn rừng là Lâm là tên anh. Nhìn thấy icon cốc cà phê quen thuộc, Ân Quả không kìm nén được cảm xúc mà khóc mãi. Cùng chiếc xe này nhưng hôm nay chỉ còn một mình anh. Giang Dương tới tìm Diệp Dương, đưa anh số điện thoại của thầy Hạ và nói sức khỏe của ông không tốt. Anh về nước chờ Diệp Dương đổi ý trở về. Thì ra Giang Dương sắp phải phẫu thuật cánh tay nên cần một người có thâm niên và hiểu câu lạc bộ thay anh dẫn dắt Đông Tân Thành, và sự lựa chọn hàng đầu chính là Diệp Dương. Chị Nghệ tới sân bay đón Ân Quả, họ gặp Hy Nhiễm và Lâm Lâm, huấn luyện viên của câu lạc bộ Đông Tân Thành và cũng là bạn gái cũ của Mạnh Hiểu Đông. Khí phách của Lâm Lâm khiến Ân Quả choáng ngợp. Cô nhắn tin khoe anh của mình đã gặp Lâm Lâm và khen cô ấy rất đẹp. Hiểu Đông cho rằng bạn gái cũ của mình vẫn luôn đẹp. Mẹ Ân Quả đặc biệt nấu bữa cơm chúc mừng con gái. Thì ra bà chính là tổ phó tổ trọng tài của trận đấu cuối cùng mà Lâm Diệp Dương đã bỏ thi. Diệp Dương nói với Ngô Ngụy muốn tiếp tục ở lại trong một năm tới để ổn định công việc của phòng bia. Sau khi về nước, anh sẽ mở tiếp cái thứ hai. Ngô Ngụy hơi thất vọng vì tưởng Diệp Dương tiếp nhận câu lạc bộ. Anh tâm sự muốn mở một phòng bia kiểu mới để nuôi dưỡng thế hệ tuyển thủ chuyên nghiệp tiếp theo. Anh muốn ở lại một năm để thi đấu lấy tiền thưởng. Ngô Ngụy xúc động phát khóc vì cuối cùng cũng chờ được ngày cô bạn thân trở lại sàn đấu. Do lệch múi giờ, Diệp Dương đi ngủ vẫn ôm điện thoại chờ tin nhắn của bạn gái. Cô đề nghị gọi video làm anh bật dậy rửa mặt cho tỉnh ngủ. Cô hỏi anh sắp tốt nghiệp rồi có dự định ở đâu chưa? Anh trả lời mình vẫn chưa quyết định. Ân Quả băn khoăn với chị Nghệ về việc Diệp Dương vẫn chưa chốt công việc. Chị Nghệ cho rằng Diệp Dương chắc chắn có kế hoạch tương lai, khuyên Ân Quả an tâm chờ đợi. Giang Dương gặp Hiểu Đông khoe việc Diệp Dương quyết định đăng ký trở lại thi đấu. Nhìn sắc mặt của núi băng ngàn năm thay đổi trong phút chốc, anh khẳng định Diệp Dương mới là tình yêu đích thực của Hiểu Đông. Hiểu Đông nóng lòng đặt vé máy bay sang Macau để xem Diệp Dương thi đấu. Diệp Dương thu dọn hành lý, ăn mặc chỉnh tề tới ăn bát mì trước khi bay sang Macau thi đấu. Trở lại sau nhiều năm, anh hồi hộp đến nỗi rơi cả tai nghe. Gọi điện cho Ân Quả, anh thổ lộ sự lo lắng vì dường như mọi thứ đã thay đổi sau nhiều năm. Cảm thấy có thể mình đang sai lầm khi từ bỏ một công việc ổn định sau tốt nghiệp để quay trở lại sàn đấu. Anh sợ mình sẽ không có thành tích gì. Ân Quả vui mừng động viên bạn trai vì dù kết quả thế nào thì anh vẫn có cô. Vẫn là người yêu của nữ cầu thủ đứng thứ 3 trên thế giới. Cô nói anh cứ tự tin tiến về phía trước vì cô luôn là bến bờ để anh quay đầu. Những lời nói ấy thực sự khiến chàng cầu thủ thiên phú ngày nào lấy lại được sự tự tin. Cuộc thi bắt đầu, Hiểu Đông đã ngồi sẵn trên khán đài. Diệp Dương đăng ký thi đấu dưới tư cách cá nhân không thành tích, cũng chưa từng tham gia thi đấu quốc tế. Anh lần lượt hạ gục từng đối thủ tiến thẳng vào chung kết. Viên bi cuối cùng đánh dấu vị trí quán quân đầu tiên sau lần quay trở lại sàn đấu của Diệp Dương. Gặp Hiểu Đông chờ sẵn ở sảnh khách sạn, Diệp Dương mời Hiểu Đông đi ăn. Anh nói ăn nhanh để còn kịp ra sân bay trước 12 giờ đêm, máy bay giá rẻ nên không đổi chuyến được. Hiểu Đông đồng ý việc hẹn hò của em gái chẳng phải vì Diệp Dương mới trở thành quán quân, mà vì anh tiết kiệm, biết lo toan cho cuộc sống. Ân Quả đang luyện tập thì cô bạn tới khoe chuyện Diệp Dương vừa giành quán quân trong vòng loại Macau. Cô gọi điện trách anh không nói với cô chuyện thi đấu. Anh giải thích sợ ảnh hưởng đến cô, nhưng quá căng thẳng nên đã gọi điện cho cô lúc ở phòng chờ. Cô mừng cho bạn trai đã có một khởi đầu tốt. Diệp Dương liên tục tham gia và giành chiến thắng nhiều cuộc thi. Cuối cùng, anh cũng giành được tư cách thi đấu chuyên nghiệp. Ân Quả hồi hộp xem anh thi đấu trong giải snooker châu Âu qua màn hình. Lần này, anh sơ suất bị đối thủ copy và giành chiến thắng. Vừa thi đấu xong, Diệp Dương vội ra sân bay về nước tạo bất ngờ. Vào sinh nhật của bạn gái, Ân Quả ốm gọi điện kêu nhớ anh. Trong bữa tiệc sinh nhật,
Hiểu Đông ra hiệu cho Hiểu Thiên khen ngợi Diệc Dương trước mặt bà ngoại. Diệc Dương gọi điện báo gửi địa chỉ cho cô lúc nào rảnh tới thăm anh. Cô nóng lòng ra ngoài. Hiểu Đông đi theo dặn Ân Quả nhắc Diệc Dương nên lựa chọn tham gia thi đấu chất lượng hơn để bảo vệ sức khỏe. Hiểu Đông đã chờ đối thủ thực sự là Diệc Dương quay trở lại từ rất lâu rồi. Ân Quả tới khách sạn, chưa kịp gõ thì Diệc Dương đã chờ sẵn mở cửa cho cô. Sau nhiều ngày không gặp, họ tiến sát gần nhau, cô thổ lộ gặp người thật cảm giác khác hơn trên điện thoại. Cô buồn rầu nói tình yêu hết mặn nồng rồi, vì anh chỉ ôm cô một chút rồi buông ra. Diệc Dương nghe vậy lập tức lao vào hôn cô. Ân Quả tặng anh một chiếc áo phông trắng, còn Diệc Dương tặng cô tài khoản ngân hàng có tiền thưởng lần đầu giành quán quân. Sợ anh đi đường mệt, Ân Quả đẩy Diệc Dương lên giường. Anh tâm sự sợ tình cảm của cô dành cho mình đã phai nhạt, sợ lơ là mất cô ngay lập tức. Ân Quả nói cô cũng sợ anh bị cướp đi vì ngày càng nổi tiếng. Đang hôn cô cho đỡ nhớ thì có điện thoại giao đồ ăn. Thấy Diệc Dương ngủ, cô dán cao giúp anh. Ân Quả khoe số tiền tiết kiệm muốn giúp đỡ Diệc Dương lúc anh cần vốn. Anh nói chưa mua cho cô được gì, không hiểu lúc đầu theo đuổi cô kiểu gì, lời ngon tiếng ngọt, mấy bữa cơm bình thường hay là nhờ chính khuôn mặt này. Ân Quả khẳng định chính là thích khuôn mặt đẹp trai của Diệc Dương. Mẹ Ân Quả gọi tới, cô buồn rầu vì gia đình mình có giờ giới nghiêm. Cô đau lòng vì vừa gặp lại sau thời gian dài mà phải nhanh xa nhau đến vậy. Họ lưu luyến ôm nhau không rời. Bà mối Hiểu Đông đã kịp nói với mẹ Ân Quả sẽ đưa cô tới họp ở câu lạc bộ. Tiện anh mời luôn Diệc Dương tới thăm thú. Tới Bắc Thành, họ cùng nhau ăn mì và nói chuyện vui vẻ. Sau đó đưa Diệc Dương ra sân bay, Hiểu Đông đặc biệt dặn dò Diệc Dương, dạo này có rất nhiều người theo đuổi Ân Quả. Một người là fan cứng trận nào cũng tới xem, gia đình còn có công ty niêm yết. Phút chia tay, Diệc Dương khẳng định sẽ về nước, lại một lần lưu luyến mà vẫn phải xa cách. Chờ anh quay đi, cô ôm mặt khóc vì nhớ nhung. Một năm rưỡi sau, Ân Quả vừa giành quán quân giải đấu tại Hàng Châu. Cô nóng lòng chờ Diệc Dương ở sân bay, gặp cô. Lâm Lâm hỏi nhỏ có phải Diệc Dương vay nặng lãi không, mà điên cuồng càn quét tiền thưởng ở khắp các cuộc thi từ snooker đến 8B và 9B. Thứ hạng thì liên tục tăng vọt. Cô còn tính thử tổng số tiền thưởng Diệc Dương giành được lên tới hàng triệu. Ân Quả nói anh muốn tích cóp tiền, làm vốn về nước. Mọi người đều có mặt để đón Diệc Dương. Ân Quả tâm sự chưa dám công khai mối quan hệ với Diệc Dương với gia đình. Cả hai bố mẹ đều rất có thành kiến với anh vì chuyện bỏ thi ngày trước. Cô nóng lòng mong ngóng, cuối cùng cũng chấm dứt thời gian yêu xa mòn mỏi. Anh chạy lại ôm cô âu yếm, chẳng để tâm tới đội anh em cũng tới đón mình. Dải đường chán chê mới nhìn thấy đám bạn, anh tiễn cô ra xe của Bắc Thành. Hiểu Đông tới đón em gái khiến Ân Quả cũng thấy lạ. Thì ra Hiểu Đông tới gặp Lâm Lâm là chính. Diệc Dương và Ân Quả rút lẹ. Cô vui vì anh mặc chiếc áo mình tặng. Cô sợ anh sẽ giận chuyện chưa công khai với bố mẹ. Nhưng Diệc Dương chỉ ôm chặt cô vào lòng. Trở về gặp Lâm Lâm, Diệc Dương hỏi cô quay lại với Hiểu Đông rồi sao. Lâm Lâm nói họ đã chấm dứt từ lâu rồi và không muốn Diệc Dương can thiệp vào. Nhưng anh nói mình chỉ sợ trò gương vỡ lại lành của họ ảnh hưởng đến tình yêu của anh và Ân Quả. Trên xe, Hiểu Đông hờn trách vì em gái nói Lâm Lâm không nhắc tới mình dù chỉ một chữ. Anh kể đã từng hẹn hò 3 lần nhưng cùng một người là Lâm Lâm, quanh quẩn gương vỡ lại lành rồi lại vỡ tiếp. Ân Quả đứng trước cửa nhà nhắn tin hỏi Diệc Dương chuyện tình cảm của anh trai. Diệc Dương ghen nhắc cô quan tâm tới anh nhiều hơn thay vì để ý chuyện riêng của vợ chồng người ta. Giang Dương đã thuê giúp Diệc Dương 2 tầng của trung tâm thương mại để mở quán bia. Diệc Dương muốn tập hợp tất cả anh em cùng thời mà chưa ổn định, chỉ cần vẫn còn yêu bộ môn bia này. Giang Dương dẫn mọi người lên tầng 3, anh đã sớm sang sửa theo đúng ý thích của Diệc Dương. Anh đã thành công tạo bất ngờ cho cậu em. Diệc Dương có hẹn với em trai đi tảo mộ bố mẹ. Hai anh em mừng rỡ gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Gia đình Ân Quả cũng tụ họp đi tảo mộ. Mẹ cô cố gắn ghép con gái Lý Thanh Nghiêm. Tại nhà hàng, Ân Quả gặp một cô bé rất đáng yêu. Thì ra là cháu ruột của Diệc Dương. Cô bé rất thích Ân Quả, liền tác hợp cho bác mình. Em trai Diệc Dương đặt bàn trùng hợp ngay cạnh gia đình của Ân Quả. Thấy người nhà thắc mắc, Hiểu Đông nhanh trí nói là bạn thân của mình và từng giúp Ân Quả khi thi đấu ở nước ngoài. Chót chạm mặt, Diệc Dương quyết định sang mời rượu mẹ Ân Quả vì từng quen biết. Thế nhưng mẹ cô từ chối. Anh nhận năm đó mình đã làm sai nhiều chuyện và cảm ơn cô Ngô đã giảm nhẹ hình phạt cho anh cơ hội được làm lại. Bà nói anh nên cảm ơn thầy của mình vì đã lớn tuổi mà còn phải đi cầu xin cho học trò. Diệc Dương xin cạn chén để chuộc lỗi rồi xin phép đi trước. Anh buồn bã xuống dưới lầu, lúc nhìn lên thì thấy Lý Thanh Nghiêm gắp cua cho Ân Quả. Anh ghen đi tìm quản mua hết 2 con cua còn lại của nhà hàng. Ân Quả lo lắng đi tìm Diệc Dương, anh kéo cô vào hôn. Cô giận anh vì câu nói của mẹ mà không vui với cô. Anh kéo cô lại cố hôn đều bị từ chối, còn không cho nắm tay. Cô tức giận bỏ đi khiến anh không kịp đưa giỏ anh đào vừa mua tặng cô. Trên xe, chị Ân Quả nhanh miệng kể chuyện hồi nhỏ Hiểu Đông bị Lâm Lâm cầm gạch đánh. Diệc Dương chính là người cầm viện phí đến đền. Mẹ Ân Quả nói thẳng không thích Lâm Diệc Dương và sẽ không vì là bạn của con gái mà thay đổi suy nghĩ. Giang Dương tới nhà thầy Hạ, ông nói mình đã hết giận Diệc Dương từ lâu. Nghe tin học trò về nước, ông rất bất ngờ nhưng không muốn tới gặp vì muốn tôn trọng suy nghĩ riêng của anh. Nhìn thấy đồ ăn vợ thầy gửi,
Diệc Dương liền trầm ngâm. Anh đã ở nhà thầy từ nhỏ nên với họ không khác gì con trai ruột. Giang Dương đã làm riêng một bàn chín bi cho Ân Quả như lời dặn của Diệc Dương. Nhìn về mặt của cậu em, Giang Dương an ủi yêu đương mà không cãi nhau thì sẽ không lâu bền. Với kinh nghiệm phong phú của mình, anh khuyên Diệc Dương cãi càng nhiều càng tốt. Ân Quả không ngủ được chờ điện thoại của Diệc Dương nhưng lại là chị Nghệ. Cô tâm sự muốn Diệc Dương phải xin lỗi trước. Vốn định tối nay sẽ ăn cơm cùng nhau để ngày mai đi tập huấn, phải xa nhau 2 tháng mà vỡ kế hoạch. Bên này Diệc Dương cũng chẳng ngủ nổi. Giang Dương khuyên Diệc Dương mua đồ ăn sáng tới xin lỗi Ân Quả. Nhưng khi anh tới thì cô đã lên xe đi tập huấn. Nhận được tin nhắn của Diệc Dương, Ân Quả quyết định gọi điện cho anh. Anh nói đang đợi cô ở dưới nhà. Giờ mới biết cô phải đi huấn luyện 2 tháng ở ngoại tỉnh. Anh chỉ nói khi nào về thì báo cho anh rồi cúp máy, khiến Ân Quả rất hụt hẫng. Cô quyết định quay về, sau sẽ tự bắt xe tới tập hợp với đội. Buồn bã về phòng còn thấy Giang Dương súng xính áo quần đi hẹn hò. Diệc Dương gọi điện gạ em trai cho tiểu yêu qua, chắc muốn nhờ cô cháu gái dỗ người yêu. Bất ngờ nhìn thấy Ân Quả, anh lập tức ôm cô vào lòng. Cô trách anh không thương mình, anh nói định tối nay sẽ phóng xe tới tìm cô vì không chịu nổi cảm giác này. Anh thừa nhận mình tức giận vì ghen với Lý Thanh Nghiêm. Anh hôn cô say đắm, cô nói vừa gặp mà đã thế. Anh bảo chữa hơn 2 tháng, chưa gặp người yêu mà không muốn thế này thì cô nên đổi bạn trai khác. Anh cho cô xem chiếc dây chuyền mình đeo đã được lắp phương hướng và đặc biệt khắc tên cô lên đó. Anh lấy giỏ anh đào cho cô ăn và nhà hạt vào tay mình. Ân Quả khẳng định mình và Lý Thanh Nghiêm chưa từng có mối quan hệ tình cảm. Anh lập tức vui vẻ đi tìm đồ ăn ngon cho cô. Ân Quả áy náy vì cảm thấy Diệc Dương ở nước ngoài được tự do hơn. Anh thổ lộ điều bản thân muốn làm là thi đấu, chỉ là không vượt qua được lòng tự trọng nên cứ phiêu bạt mãi. Diệc Dương đưa Ân Quả tới cổng câu lạc bộ, nhìn thấy cặp đôi cãi nhau. Cô cảm thấy sau khi cưới nhau sẽ rất dễ dặn nứt cãi vã nên rất sợ kết hôn. Diệc Dương cho rằng chỉ cần là Ân Quả thì anh sao cũng được. Anh tới đây chỉ là để chiều ý cô. Thấy có xe tới, Ân Quả vội rời đi bị Diệc Dương giữ lại xin nắm tay thêm 2 phút. Còn Hiểu Đông gặp Lâm Lâm đi xe Giang Dương, anh vội tới tìm cô. Thì ra anh sợ Lâm Lâm có gì đó với Giang Dương. Cô cố tình thêm dầu vào lửa cho rằng Giang Dương là sếp của Đông Tân Thành thì cũng không kém cạnh gì anh. Vừa chúc người yêu sẽ thắng anh trai mình trong giải đấu tới thì bị Hiểu Đông bắt tại trận. Hiểu Đông muốn về chỗ Diệc Dương ngồi chơi, gặp Giang Dương, anh tỏ vẻ bực tức ra mặt. Nghe Diệc Dương nói nhìn thấy Lâm Lâm lái xe của Giang Dương, Hiểu Đông liền tỏ vẻ khó chịu. Giang Dương giờ đã hiểu lý do mình bị ngó lơ, liền kể buổi chiều vừa đi hẹn hò xem mắt với người khác để Hiểu Đông thay đổi thái độ. Diệc Dương và Giang Dương chung nhau mua tặng thầy Hạ một căn nhà. Con cái thầy nói ông vốn chẳng để tâm những chuyện này mà chỉ luôn mong nhớ cậu học trò út. Giang Dương nói Diệc Dương muốn giành quán quân rồi mới tới gặp thầy. Giải đấu snooker mở rộng chặng Trung Quốc bắt đầu. Diệc Dương và Hiểu Đông lại là đối thủ của nhau trong trận ra sân. Ân Quả theo dõi trận đấu qua điện thoại. Hiểu Đông nói cho Diệc Dương biết thầy anh đang ngồi trên khán đài. Nhìn thầy vẫy tay, anh xúc động cúi gập người chào ông trước ống kính máy quay. Nghe gương mặt tân binh xuất sắc nhất trong làng chín bi nói Diệc Dương không có cửa với cậu ta, Ân Quả tìm Lâm Lâm đăng ký chọn đối thủ đối kháng trong buổi huấn luyện chính là anh ta. Ân Quả giành quyền phát bi rồi cứ thế mà thắng luôn ván đầu. Bên này Diệc Dương cũng giành quyền phát bi và dẫn trước tỷ số. Anh lần lượt chinh phục những thế khó khiến mọi người thán phục. Nhìn lối chơi của Diệc Dương thì anh không chỉ muốn thắng mà còn giành điểm tối đa trong ván này. Còn Ân Quả đã kết thúc trận đấu mà không cho đối thủ cơ hội dùng gậy. Cô nói với anh ta mình từng thua Diệc Dương ở nước ngoài và thành tích của anh không phải nói bằng miệng mà phải nói bằng bia. Trong trận này, Hiểu Đông được thưởng thức một màn trình diễn của đối thủ khiến anh nể phục nhất. Thấy đối thủ kết thúc trận đấu với điểm tối đa, anh còn mừng hơn Diệc Dương. Tự hào vì thành tích này trên thế giới mới chỉ có tầm 100 lần. Diệc Dương hướng mắt tìm thầy nhưng không thấy. Giang Dương tới nói ông đang đợi anh ở ngoài. Anh lấy hết dũng khí đi gặp ông, một người thầy và cũng là một người cha của mình. Họ xúc động nhận nhau sau bao nhiêu năm. Mọi người cùng nhau về nhà. Vợ thầy xúc động gặp lại Diệc Dương. Còn đặc biệt chuẩn bị toàn món ăn anh thích. Diệc Dương cầm chiếc cúp quán quân đầu tiên của mình. Thầy Hạ tin nếu anh kiên trì đến giờ thì ông phải mua thêm một cái tủ mới đựng hết cúp. Lâm Lâm gọi điện cho thầy giáo, còn cố tình gọi Ân Quả tới. Cô giới thiệu mình là em gái của Mạnh Hiểu Đông, con gái của Ngô Thiển, khiến ông rất vui. Ân Quả cảm thấy căng thẳng vì lần đầu gặp phụ huynh. Diệc Dương giới thiệu Ân Quả chính là bạn gái của mình khiến cả gia đình thầy đều vui mừng. Thậm chí thầy Hạ còn lo vừa nãy mình biểu hiện chưa tốt. Họ ngỏ ý có thể thay bố mẹ Diệc Dương tới gặp phụ huynh của Ân Quả. Diệc Dương rất cảm động nhưng nói mình chưa dám công khai vì mẹ của cô vẫn còn để bụng chuyện năm xưa. Thầy Hạ gọi điện cho mẹ Ân Quả mong cô nhìn thấy thành tích vừa qua của Diệc Dương mà bỏ qua chuyện sai lầm lúc nhỏ. Bà khẳng định sẽ không làm khó một tuyển thủ có tài và cũng hy vọng cậu ấy có thể giành quán quân. Diệc Dương tiếp tục phá kỷ lục, giành điểm tối đa trong trận đấu tiếp theo. Giang Dương và Lý Thanh Nghiêm cũng đang tiến bước trong những trận đấu song song. Ân Quả vui mừng vì người yêu đã vào vòng chung kết, nhưng Lâm Lâm tới báo chiều mai đoàn tập huấn phải tham gia đại hội nên sẽ bỏ lỡ trận chung kết của Diệc Dương. Đối thủ tranh giành cúp của Diệc Dương là một anh chàng nước ngoài. Trận đấu rất gay cấn, hai người lần lượt đối kháng giành từng điểm. Diệc Dương kiên trì giải quyết từng snooker, đồng thời tấn công ngược lại đối thủ khiến bình luận viên thán phục vì dưới áp lực cao anh vẫn bình tĩnh đánh được một cú chất lượng như vậy. Sau mọi nỗ lực, anh giành quán quân trong sự cổ vũ nhiệt tình của cả khán phòng.
kết thúc đại hội, Ân Quả hồi hộp mở tin nhắn của Diệc Dương. Cô vỗ òa trong sung sướng vì đó là chiếc ảnh cúp quán quân. Mẹ cô cũng vừa nhận được tin Diệc Dương đã chiến thắng. Mọi người trong câu lạc bộ Đông Tân Thành tới chúc mừng Diệc Dương. Anh nhờ họ mang cúp về rồi nhảy xuống khán đài khí phách đi qua sàn đấu giống như hồi giành quán quân thế giới đầu tiên vào năm 13 tuổi. Ân Quả vui mừng khóc đến nỗi phải mang hai bịch đá ra trường. Cô đội mũ che cặp mắt sưng húp vì sợ mẹ phát hiện. Giang Dương đuổi theo bàn bạc với Diệc Dương tiếp nhận câu lạc bộ thay anh, nhưng Diệc Dương từ chối vì chỉ muốn mở một phòng bia không có thi đấu, chỉ đơn thuần là yêu thích. Ân Quả bất ngờ gặp Diệc Dương tại sân bay, anh tới để đưa cô đi thi đấu và tiện gặp lại bạn cũ ở bên nước ngoài. Sợ anh nổi tiếng dễ bị người khác phát hiện, cô bắt anh đeo khẩu trang. Diệc Dương nói thầy anh muốn mời Ân Quả tới nhà. Cô chia sẻ trước đây đã nghe kể và rất ngưỡng mộ thầy Hạ. Cô nghĩ rằng học trò của ông cũng lớn tuổi như chú bác của mình, mà không biết có một con cá lọt lưới là Diệc Dương. Đang âu yếm một chút thì huấn luyện viên tới, anh chỉ đành rời đi. Trên máy bay, Ân Quả vô tình nghe thấy mấy cô tiếp viên hàng không bàn về vẻ đẹp trai của Diệc Dương. Họ còn nói bị anh từ chối chụp ảnh cùng. Thấy anh, cô liền trêu đùa. Anh đe cô còn nghịch là sẽ hôn liền, thì bị mấy cô tiếp viên bắt được. Ân Quả ngại ngùng về chỗ, phải bay xa sợ bạn gái lạnh. Anh lặng lẽ tới đắp chăn cho cô. Anh nói trận đấu hôm nay là dành cho cô, My Queen của anh. Anh vẫn luôn khắc ghi hình ảnh cô gái nhỏ bé chạy tới chia sẻ danh hiệu quý giá nhất cho mình. Cô trách anh luôn làm mình cảm động quá. Cô muốn lần này trở lại nơi họ quen biết và yêu nhau sẽ có thể giành quán quân thay vì á quân như lần trước. Ân Quả có 2 ngày nghỉ ngơi trước trận đấu. Diệc Dương nắm tay cô về nhà. Họ rất vui khi trở về nơi tình yêu bắt đầu. Hiểu Thiên chạy ra ôm anh rể mà quên không hỏi han cả chị gái. Hình ảnh Diệc Dương tràn ngập mạng xã hội. Ân Quả vô tình thấy đoạn video phỏng vấn Diệc Dương sau trận đấu, chia sẻ về tin đồn bán độ và bị cấm thi ngày trước. Diệc Dương cho rằng mỗi người sẽ có phỏng đoán riêng về những chuyện trong quá khứ. Dù giờ anh thanh minh 100 lần thì cũng bị cho là điều hướng dư luận. Vì vậy chuyện ngày trước hãy để trong quá khứ. Thật giả công bằng đều nằm ở lòng người. Con đường vận động viên rất gian khổ, nếu chỉ dựa vào không cam lòng thì sẽ không bền bỉ. Chỉ có yêu thích thực sự mới đi đến cuối con đường. Và anh quay lại để đi nốt con đường của Lâm Diệc Dương. Khi được hỏi về tình cảm, anh công khai mình không còn độc thân nữa. Diệc Dương người thật việc thật, đang đứng ở đằng sau ôm hôn Ân Quả. Nhưng cô muốn đi tắm sau mười mấy tiếng ngồi máy bay. Thấy anh mải sửa luận văn cho Hiểu Thiên, Ân Quả cố tình nhìn anh bằng một ánh mắt đầy quyến rũ. Anh lập tức vào việc, họ hôn nhau say đắm rồi việc gì đến thì cũng đến. Họ nhớ lại lần sinh nhật của Diệc Dương năm ngoái, cô bay từ Singapore đến để tạo bất ngờ cho anh. Anh dụ Ân Quả về ngủ bù nhưng cô muốn đón sinh nhật trước rồi mới đi ngủ. Ân Quả lo lắng cho Hiểu Đông vì gần đây phong độ của anh tuột dốc. Diệc Dương chia sẻ con đường vận động viên dù thành tích tốt đến đâu cũng sẽ có lúc thoái trào, còn anh tin Hiểu Đông sẽ sớm vượt lại được. Diệc Dương đưa Ân Quả và An Muội tới luyện tập bia ở quán quen. Giải đấu tới là trận đấu cuối cùng của An Muội trước khi giải nghệ. Diệc Dương nhận làm huấn luyện viên miễn phí và nói Ân Quả chỉ có anh, khiến An Muội ăn cẩu lương ngập mặt. An Muội rất vui khi nhìn thấy người anh của mình tự tại đến như vậy. Anh tâm sự ở Đông Tân Thành, mỗi người có một thầy. Giang Dương và Diệc Dương là học trò của thầy Hạ, còn thầy anh đã sớm bỏ đi do thành tích bình thường nên không huấn luyện viên nào muốn nhận. Lúc đó Diệc Dương nói với cả câu lạc bộ rằng mình là quán quân và sẽ dạy An Muội. Sự ngông cuồng lúc đó của Diệc Dương đã đắc tội với nhiều huấn luyện viên nhưng lại giữ được lờ nghề trong lòng của An Muội đến giờ. Tập xong, anh chạy đi mua kem cho cô và An Muội. Họ lại chẳng ngần ngại mà phát cẩu lương. Diệc Dương chơi lớn, mời cả quán chơi bia và uống bia đến sáng, còn đặc biệt tặng quà cho hai người vô gia cư. Quay lại bên Ân Quả, hai người hôn nhau quên luôn thằng em đang đứng cạnh. Giang Dương tới câu lạc bộ đối thủ tìm Hiểu Đông. Hiểu Đông giới thiệu cho anh một vị bác sĩ giỏi phẫu thuật. Họ cùng chơi một ván trước khi Giang Dương bó tay. Giang Dương tâm sự mình không có ý kiến khi thầy Hạ quyết định giao quyền hành của câu lạc bộ cho Diệc Dương. Anh biết cậu ấy có thể khiến Đông Tân Thành trở nên tốt hơn. Ở phía trung lập, Ân Quả muốn lắng nghe suy nghĩ của Diệc Dương về chuyện Đông Tân Thành. Anh nói mình không muốn phụ lòng thầy, nhưng Đông Tân Thành là toàn bộ tâm huyết của Giang Dương. Những năm qua, Giang Dương vừa giữ phong độ thi đấu vừa dẫn dắt câu lạc bộ, giành nhiều thành tích quả thực không dễ dàng. Trong khi đó, anh đã rời đi từ lâu, không cống hiến gì thì lấy tư cách gì để tiếp quản. Trong trận tứ kết, đối thủ của Ân Quả lại chính là cô bạn Tô Vi. Diệc Dương tới xem thi đấu thì bị ban tổ chức phát hiện. Để thu hút người xem, họ nhanh chóng lia máy quay qua Diệc Dương, còn đặc biệt phát lại video tỏ tình của Ân Quả với Diệc Dương vào năm ngoái và hỏi anh tới đây là vì ai. Anh nhìn cô kể về lần đầu tiên gặp cô qua khung cửa ở quán bar giữa trời báo tuyết. Anh đứng nhìn ngắm cô trong 5 phút và quyết định phải vào làm quen với cô gái này, nhưng lại lúng túng không biết phải mở lời thế nào nên đến giờ vẫn chưa thành công. Cả khán phòng đều cổ vũ cho anh tỏ tình, anh nói cô quá hoàn hảo nên anh phải dùng cả đời để theo đuổi. Mọi người đều vỡ òa xúc động trước câu nói còn hơn cả lời tỏ tình chân thành nhất của anh chàng này. Ân Quả tiếp tục giành chiến thắng. Tiếp theo là trận đấu của An Muội, đối thủ của anh từng giành vô địch 3 năm trước. Sau mọi nỗ lực, An Muội giành chiến thắng để trở thành cầu thủ nam duy nhất đại diện Trung Quốc vào vòng tứ kết. Đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của anh. Tới quán bar ngày trước, vì không muốn ăn cẩu lương thêm nữa, An Muội liền rút lẹ ra chỗ khác.
Ân Quả thừa nhận bạn trai có EQ cao thực sự. Tình huống phỏng vấn đột xuất như hôm nay mà anh chỉ nói vài câu đã giải quyết êm đẹp. Diệp Dương kể lại chi tiết buổi tối anh gặp cô và chót yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó anh chỉ muốn mở cửa bước vào, nói cô đừng lo lắng, bão tuyết rồi sẽ qua đi. Đang nói chuyện với An Muội thì có điện thoại. Diệp Dương nghe xong liền tới phòng Ân Quả lấy hộ chiếu và nói với cô phải về trường gấp nên không thể xem cô thi đấu. Trận bán kết, Ân Quả đối đầu với Thư Nghiên. Một lần nữa, cô giành quyền thi đấu tại trận chung kết. Về phòng chờ, Ân Quả mới biết An Muội cùng người ở Đông Tân Thành đều về nước. Cô lo lắng nhắn tin hỏi Diệp Dương. Thì ra thầy Hạ đã qua đời, sợ cô bị ảnh hưởng tâm lý nên anh không nói. Hiểu Đông gọi điện trấn an em gái an tâm thi đấu, anh sẽ giúp cô lo mọi chuyện ở nhà. Trên máy bay, Diệp Dương buồn rầu nhớ lại những giây phút êm đềm cùng em trai và thầy cô. Thầy còn trách anh gửi em trai đi mà không bàn bạc với ông, vì ông muốn nhận nuôi cả Diệp Đông. Diệp Dương đau khổ rơi nước mắt, mẹ Ân Quả tới thăm viếng thì chạm mặt Diệp Dương. Anh chạy tới ông sư nương, trách mình đã về muộn, in di ảnh của thầy. Anh đau khổ trách năm tháng tàn nhẫn, quỳ xuống dập đầu trước người thầy cũng là người cha của mình. Giang Dương kể lại hôm trước khi mất, thầy đã đến bệnh viện nói rất nhiều chuyện về quá khứ và tương lai của Đông Tân Thành. Giang Dương nói với thầy về ý định của Diệp Dương. Ông chỉ nói hãy để cho Diệp Dương làm theo ý muốn của mình. Diệp Dương thổ lộ lúc rời khỏi câu lạc bộ, anh cảm thấy thầy không còn cần mình nữa. Còn bây giờ thì đã hoàn toàn không ở bên anh nữa rồi. Ngọn đèn của anh thực sự đã tắt rồi. Anh sợ mình làm không tốt và sẽ phụ lòng thầy và mọi người. Trận chung kết, một lần nữa Ân Quả đối đầu với Hy Nhiễm. Ân Quả giành quyền phát bi. Sau hai ván, cô sai sót đưa cơ hội vào tay đối thủ. Tỷ số 10 đều giữa hai cơ thủ ngang tài ngang sức. Lần này Ân Quả đã giành chiến thắng trước Hy Nhiễm để trở thành quán quân thế giới. Hiểu Đông nhắn tin báo Giang Dương chịu đả kích lớn sau khi thầy mất, còn Diệp Dương quyết định sẽ tiếp quản Đông Tân Thành tới câu lạc bộ. Diệp Dương biết rằng người anh này đã dành cả thanh xuân cho nơi đây. Sau bao năm trở lại, Diệp Dương xúc động nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Mọi người đều có mặt để chia sẻ nỗi đau với Giang Dương và Diệp Dương. Hiểu Đông đón Ân Quả tới lễ tưởng niệm, cô thương xót nhìn người yêu đau lòng. Trong buổi lễ, Giang Dương tuyên bố riêng nguyện của thầy Hạ là để học trò cuối cùng của mình là Diệp Dương tiếp quản Đông Tân Thành. Ân Quả đánh liều xin phép mẹ về nhà sau mà không ngờ bà lại đồng ý. Cô chạy tới nói với Diệp Dương mẹ cô đã biết chuyện và Hiểu Đông nhận mình đã tác hợp cho hai người. Anh đưa cô tới Đông Tân Thành. Diệp Dương mệt mỏi ngả vào lòng Ân Quả. Anh tâm sự tối qua mới quyết định tiếp quản câu lạc bộ vì cảm thấy phải quay về thì mới an tâm. Ngoài trời mưa lớn, Diệp Dương an tâm ngủ trong lòng Ân Quả. Anh nhớ tới lời em trai khuyên nên thành ra lập thất. Anh ngồi dậy ngắm nhìn cô. Ngô Ngụy ở ngoài nói Hiểu Đông gọi điện nhắc Ân Quả về sớm. Trên đường đưa Ân Quả về, Diệp Dương liên tục nghe điện thoại của các huấn luyện viên nhưng cô không trách mà chỉ thấy xót anh. Cô rất muốn ở bên anh nhưng không biết phải an ủi thế nào. Anh nói chỉ cần cô ở đây là đủ. Cô ôm anh dặn dò đi đường cẩn thận vì thực sự rất lo cho anh. Diệp Dương về thu dọn đồ đạc chuyển qua câu lạc bộ. Cậu em hỏi về chuyện thành gia lập thất, Diệp Dương nói đã xác định người đó là Ân Quả. Tuy nhiên, dù yêu nhau được 2 năm, nhưng số ngày hai người gặp nhau không nhiều, cô mới chỉ nhìn thấy những mặt tốt, còn chưa nhìn thấy những lúc anh nóng giận và tiêu cực. Vì vậy anh muốn cho cô thêm thời gian. Diệp Dương vừa chuyển đến đã bị những huấn luyện viên lão làng bắt đi họp đến đêm. Anh mệt mỏi trở về, lại tiếp tục bàn với anh em thân thiết về kế hoạch cải tổ. Anh quyết định mỗi năm tổ snooker sẽ cử 30 người sang anh luyện tập khép kín, trong nước sẽ tổ chức một cuộc thi mới, đồng thời sẽ quảng bá những huấn luyện viên giỏi để đào tạo những tuyển thủ ngôi sao để nhiều người biết đến và yêu thích bộ môn bia này. Dù con đường này rất dài, có thể 20 năm, 30 năm hoặc lâu hơn, nhưng Đông Tân Thành tình nguyện cống hiến để tương lai ngành bia có thể sánh ngang với các bộ môn thể thao khác. Mọi người đều cho rằng kế hoạch này phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Diệp Dương liền gửi cho mỗi người một kế hoạch thi đấu cá nhân dày đặc cả trong và ngoài nước để càn quét tiền thưởng. Mọi người đều cạn lời, đến An Muội giải nghệ rồi vẫn phải chấp nhận quay lại để thi đấu kiếm tiền. Diệp Dương nhận được tin nhắn của Ân Quả nói bà cô muốn mời anh cuối tuần tới nhà ăn cơm. Vừa vui vẻ nhận lời thì Lâm Lâm nói thứ năm phải dẫn tổ 9B đi tham gia giải vô địch thế giới và Ân Quả cũng ở trong đó nên đành lùi lịch hẹn cơm lại. Anh gọi điện vì muốn nghe giọng nói của Ân Quả. Anh tâm sự trong lễ truy điệu của bố mẹ, anh không rơi nước mắt khiến họ hàng trách móc. Ngày hôm nay trong lễ tiễn đưa thầy, các học trò của thầy đều khóc trừ Diệp Dương. Điều đó chắc chắn sẽ khiến người khác để ý. Ân Quả an ủi mẹ cô không phải là người để ý những chuyện như vậy nên anh cứ an tâm. Ân Quả ngủ dậy mới biết cả đêm Diệp Dương không tắt máy. Anh tặng cô nụ hôn qua điện thoại, rồi chào đón một ngày mới. Các bậc tiền bối của Đông Tân Thành tìm Diệp Dương phản đối việc tiêu tiền quá mức khi cử tận 30 người đi huấn luyện. Anh nói thầy Hạ từng nhấn mạnh bồi dưỡng nhân tài thì sẽ không ngại trả giá. Còn kế hoạch phát triển ngành bia cũng có lợi cho câu lạc bộ. Thay vì nhiều cuộc thi hiện nay trên khán đài chỉ có huấn luyện viên, thì trong tương lai các bạn trẻ đi thi đấu sẽ được hàng trăm, hàng vạn khán giả cổ vũ. Anh tin rằng sẽ có ngày, bộ môn bia sẽ xuất hiện tại Olympic và ASEAN. Lý tưởng của Diệp Dương khiến ba vị huấn luyện viên gạo cội phải nhìn bằng một con mắt khác. Họ quyết định sẽ trích phần trăm tiền thưởng cho câu lạc bộ từ 20% lên 40%. Giang Dương xuất viện ngỏ ý tới quán bia của Diệp Dương ở nhờ. Anh muốn ở hẳn một thời gian để Diệp Dương hoàn toàn ổn định được câu lạc bộ. Anh nhắc Diệp Dương đại hội thể thao trong nhà năm nay có bộ môn bia và hy vọng Diệp Dương có thể vào đội tuyển
tuyển quốc gia tham gia thi đấu. Diệc Dương đón Ân Quả vừa thi đấu xong về câu lạc bộ. Cuộc thi này, Lưu Huy Nhiễm giành vô địch thế giới. Ân Quả rất hâm mộ cô ấy vì vừa thi đấu xong đã vội về Đông Tân Thành huấn luyện các bạn nhỏ. Diệc Dương khoe mình đã ủi sẵn quần áo, còn đặc biệt tiệt tóc để tới gặp gia đình người yêu. Ân Quả than thở nếu bố mẹ cô cũng mê trai đẹp giống mình thì tốt quá. Anh dắt tay cô về phòng. Ân Quả kể lúc đầu bố cô không muốn gặp Diệc Dương, nhưng khi nhìn thấy những hoạt động báo đáp ngành nghề của anh, ông đã thay đổi suy nghĩ. Ông cho rằng cậu ấy đang làm việc hiếm ai dám làm và giúp Ân Quả đưa Diệc Dương tới nhà. Ân Quả ngập ngừng nói cái đó của mình bị chậm một tuần. Diệc Dương ôm cô vào lòng trấn an rồi mua đồ về cho cô thử. Ân Quả báo không có thai. Cô trách anh có vẻ vui mừng. Diệc Dương nói Ân Quả là một tuyển thủ xuất sắc và không muốn bất kỳ lý do gì kìm hãm sự nghiệp của cô. An Muội tới báo cho Diệc Dương Thừa Nghiên tìm anh bàn về đại hội thể thao. Thấy bạn gái không vui, anh đặc biệt dặn An Muội nói với Thừa Nghiên rời lịch họp vì giờ phải đi gặp bố mẹ vợ. Ân Quả bật ngọn lửa rồi cho Diệc Dương một điều ước. Anh mong bố mẹ Ân Quả có thể công nhận mình một Lâm Diệc Dương không sợ trời sợ đất, giờ đang hồi hộp toát cả mồ hôi tới gặp phụ huynh. Anh hứa nếu thực sự không được chấp nhận thì sẽ vác cô bỏ chạy. Bà mối uy tín Hiểu Đông cũng đặc biệt đến để làm nóng bầu không khí. Bố Ân Quả kể lúc trước thầy Hạ hay gọi điện cho mẹ Ân Quả nói về Diệc Dương. Ông khen anh đã làm được nhiều điều mà ngày trước bản thân ông còn chưa làm được, còn đặc biệt ngỏ ý có thể đưa ra ý kiến cho Diệc Dương tham khảo bất cứ lúc nào. Đồng Đồng là chị gái ruột của Ân Quả cũng vừa đi làm về. Bà ngoại vui vẻ mời Diệc Dương vào ăn cơm. Bà cảm ơn anh đã chăm sóc Hiểu Thiên khi ở nước ngoài. Bà và bố Ân Quả rất ưng Diệc Dương. Ăn xong, bố Ân Quả có việc phải tới hiệp hội. Diệc Dương tới trò chuyện với bà khó tính. Anh nhận ra cô ấy từng là bạn gái của Nghiêm Phục, là bạn cùng lớp với Diệc Dương. Hiểu Đông trách Đồng Đồng đứng trưng bộ mặt khó chịu với bạn trai của em gái. Đang tình cảm gọt hoa quả thì mẹ Ân Quả về đứng ngay ở đằng sau. Bà gọi cả Hiểu Đông tập hợp lên phòng sách nói chuyện. Diệc Dương trổ tài gọt trái cây. Ân Quả dặn anh, mẹ mình chính là nóc nhà, nhưng nhờ thầy Hạ cũng đã thay đổi cái nhìn về Diệc Dương khá nhiều. Dù mẹ có nói gì thì cô cũng đã xác định cả đời này chỉ ở bên anh. Câu nói tiếp thêm động lực cho Diệc Dương chinh phục cửa ải khó khăn nhất này. Mẹ Ân Quả nói từ sau lần gặp gỡ ở nhà hàng, bà đã nhìn ra ý tứ của con gái. Vì Ân Quả, bà bắt đầu theo dõi tất cả những trận đấu và phỏng vấn của Diệc Dương, kể cả lần thầy Hạ tới cổ vũ anh. Cái cúi đầu trên sàn đấu của Diệc Dương đã khiến bà thay đổi cái nhìn về anh. Bà cũng xem lần phỏng vấn bất ngờ Diệc Dương tới cổ vũ Ân Quả thi đấu ở nước ngoài. Bà khen Diệc Dương rất giỏi khi du học một mình mà không có gia đình hậu thuẫn. Qua Hiểu Thiên, bà cũng hiểu được nhiều về chuyên ngành mà anh đang học nên rất vui. Diệc Dương kính trà cảm ơn mẹ vợ tương lai đã cho anh cơ hội. Tiện có lãnh đạo của hai câu lạc bộ lớn, bà bàn luôn về việc đại hội thể thao trong nhà châu Á. Bà nói hiệp hội muốn chọn Ân Quả tham gia hạng mục 9B và snooker 6B đỏ. Hiểu Đông ngoài snooker sẽ báo danh thêm một số hạng mục khác. Cuối cùng là Diệc Dương, anh nói chăm sự đều nghe mẹ vợ an bài. Bà quyết định cho anh tham gia tất cả các hạng mục khiến Ân Quả xót ruột. Bà chúc mừng Diệc Dương trở thành đội trưởng đội BA Trung Quốc nhiệm kỳ mới. Đây là kết quả bỏ phiếu kín của hiệp hội mà bà nhận được trước khi trở về nhà. Chính anh đã dùng hành động và thành tích để thuyết phục mọi người tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển quốc gia cho anh. Ai cũng vui mừng cho Diệc Dương. Hiểu Đông chia sẻ không ngờ sẽ có ngày đối thủ của mình thành em rể anh. Anh nói đã đặc biệt gọi Hiểu Thiên về nước giúp Diệc lấy lòng người nhà trước. Diệc Dương đưa Ân Quả tới quán xe máy. Anh nói muốn tặng cô một món quà, đó là chiếc chìa khóa căn hộ ở nước ngoài. Thì ra anh đã mua trả góp căn hộ đó vì thấy Ân Quả luyến tiếc nơi tình yêu của họ bắt đầu. Cô ngỡ ngàng trách anh tiêu tiền bừa bãi, nhẽ ra phải mua nhà ở đấy trước. Anh ngạc nhiên hỏi ý cô là mua nhà riêng để kết hôn ở đấy sao. Cô ngại ngùng giải thích không phải muốn bàn về chuyện kết hôn. Thì ông chủ dắt xe máy tới, họ âu yếm đội mũ cho nhau rồi thả hồn vào trong gió. Cô vẫn cố giải thích về chuyện kết hôn lúc nãy, nhưng anh vờ như không nghe thấy. Về trước cửa nhà, anh hôn tạm biệt Ân Quả nhưng không muốn rời xa. Tại trụ sở huấn luyện đội tuyển BA quốc gia, Hiểu Đông khuyên Diệc Dương có thể bớt đi một số hạng mục tham gia để bảo vệ sức khỏe. Nhưng ngoài snooker có Hiểu Đông thì các hạng mục khác chưa ai thực sự mạnh. Thay vì huy chương cá nhân, cái Diệc Dương quan tâm là tổng số huy chương của đội BA Trung Quốc sẽ không được thua kém các đội khác. Chu Bân, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển BA quốc gia, công bố danh sách tuyển thủ được hiệp hội lựa chọn vào các hạng mục. Kết quả lựa chọn giống như dự tính của mẹ Ân Quả. Cô được lựa chọn tham gia vào 9B và snooker 6B đỏ nữ. Diệc Dương tham gia tất cả các hạng mục, ngắm nhìn anh người yêu luyện tập. Ân Quả phát hiện anh vẫn bị đau ở vai. Ân Quả đòi xem tư liệu thi đấu hồi nhỏ của Diệc Dương nhưng tìm mãi không thấy. Thì ra thầy anh đã cẩn thận cất riêng một chỗ và thường xuyên xem lại. Thậm chí một chiếc đĩa về Diệc Dương năm 2005 còn ở sẵn trong ổ, ghi lại hình ảnh thầy Hạ tận tâm hướng dẫn anh. Xem xong, Ân Quả đưa Diệc Dương về phòng, chuẩn bị dụng cụ giúp anh tân trang sắc đẹp trước khi vào trụ sở tập huấn. Cô nhẹ nhàng cạo râu cho bạn trai, anh trao cô nụ hôn sặc mùi kem đánh răng. Tại trụ sở, Diệc Dương hướng dẫn Ân Quả tập luyện. Anh trách cô chỉ quan tâm Hiểu Đông với Lâm Lâm mà không nhìn mình.
Đến lượt đội trưởng, từng cú đánh của Diệc Dương đều khiến mọi người phải thán phục. Ân Quả rất tự hào vì anh người yêu vừa đẹp trai vừa có tài. Anh liền giải một loạt bi đỏ và tạo chúng thành hình trái tim tặng cho bạn gái. Trong bữa ăn, họ mày miết nhìn nhau. Lâm Lâm nói hai người yêu đương lén nút mà cả trụ sở đều biết luôn rồi. Cô còn kể lại năm 13 tuổi, Hiểu Đông thua Diệc Dương nên bỏ thi luôn. Vì thế anh ấy rất ấn tượng và muốn Ân Quả thuyết phục Diệc Dương về nước. Ân Quả hỏi Diệc Dương chuyện Hiểu Đông bỏ thi vì anh. Diệc Dương nói từ nhỏ Hiểu Đông đã thừa nhận anh lợi hại hơn cậu ấy. Tuy nhiên, Hiểu Đông cũng có nhiều ưu điểm riêng, nhưng Diệc Dương vẫn chưa nghĩ ra đó là điều gì, khiến Ân Quả cạn lời vì độ không khiêm tốn của bạn trai mình. Về phòng ngủ, Diệc Dương nhắn tin bảo Ân Quả mở cửa sổ. Thì ra anh đã để sẵn ở đó một thanh sô-cô-la trước khi đi. Cô khen anh tán ai chắc đều thành công. Anh khẳng định chưa từng theo đuổi ai ngoài Ân Quả. Hiểu Đông gọi Diệc Dương và Giang Dương tới tập luyện để gay gấn hơn. Diệc Dương muốn chơi nhanh để ngược lại phong cách từ trước đến nay của Hiểu Đông. Họ cùng nhau tập luyện và uống trà. Diệc Dương cảm ơn hai người bạn đã không ngại đi tìm anh trở về. Hai tháng sau, cả đội bay đi thi đấu. Tại sân bay, rất nhiều fan nam kéo đến cổ vũ tinh thần cho Ân Quả, còn đặc biệt treo ảnh cô khắp sân bay. Hiểu Đông nhận ra cậu bạn kia đã theo đuổi em gái mình nhiều năm, sợ bạn trai ghen tuông ảnh hưởng đến thi đấu. Ân Quả tới tìm đúng lúc Diệc Dương đang tắm. Tưởng là Giang Dương, anh nói mình nghẹn cả bụng tức nên cả buổi chưa ăn được gì. Nghe tiếng gõ cửa, anh kéo tấm rèm che, thấy anh ghen tuông, cô còn trách anh cũng đầy người theo đuổi, thậm chí còn có người ở trong câu lạc bộ. Anh đề nghị kết hôn vì không muốn nhịn ghen nữa. Thấy Ân Quả ngập ngừng, anh hiểu ý không cần cô phải trả lời vội. Ngày thi đấu đầu tiên chính thức bắt đầu, đội trưởng Diệc Dương nêu cao quyết tâm giữ vững vị trí đầu về số lượng huy chương của quốc gia trong mỗi kỳ đại hội thể thao toàn châu Á. Huấn luyện viên đặc biệt dặn dò Diệc Dương phải giữ gìn sức khỏe vì riêng anh phải thi đấu gần như cả ngày không nghỉ. Đến ngày thi đấu thứ 3, Diệc Dương giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển BA. Anh tiếp tục mang về huy chương vàng 8 bi nam vào ngày thi đấu thứ 5. Anh tặng cho bạn gái tấm huy chương vàng 9 bi để đợi cô giành huy chương vàng 9 bi nữ sẽ thực sự trở thành vua 9 bi. Ngày thi đấu thứ 6, Diệc Dương đối đầu Hiểu Đông trong hạng snooker đơn nam. Có vẻ vết thương cũ trên vai của Diệc Dương lại đau. Thì ra đêm hôm qua, bác sĩ đã phải đến xử lý vết thương cho anh. Hiểu Đông giành huy chương vàng còn Diệc Dương mang về tấm huy chương bạc. Mãi không thấy Diệc Dương và bác sĩ ra ngoài, Ân Quả rất lo lắng. Cô vào báo cho anh mình đã vào bán kết và tối nay sẽ cố gắng giúp đội tuyển dẫn đầu số lượng huy chương để giảm áp lực cho đội bia nam. Tại hạng mục snooker, 6 bi đỏ nữ, Lâm Lâm giành huy chương vàng và Ân Quả giành huy chương bạc. Trong ngày thi đấu thứ 8, Ân Quả đã xuất sắc giành huy chương vàng 9 bi nữ trước Hy Nhiễm. Tiếp theo chỉ còn trận đấu snooker nhóm của Diệc Dương, Giang Dương và Hiểu Đông. Ân Quả lo lắng khi thấy những bình luận ác ý về Diệc Dương. Họ cho rằng anh sợ thua hoặc không coi trọng giải đấu ở Trung Quốc nên mới lấy cớ bị chấn thương cũ. Tuyển thủ mở màn là Diệc Dương. Anh chỉ mất vỏn vẹn 20 phút để chiến thắng đối thủ Ấn Độ. Tiếp theo, Hiểu Đông và Giang Dương đã chiến thắng trong ván đấu đôi nam. Toàn đội Trung Quốc đang dẫn trước Ấn Độ 2-0. Trận đấu trở nên gay cấn hơn hết khi đội tuyển Ấn Độ cân bằng lại tỷ số 2 đều. Cuối cùng là ván quyết định đặt lên vai của Diệc Dương. Cả khán phòng đều hồi hộp. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính. Hai đối thủ ngang tài ngang sức lần lượt giải quyết từng bi. Bắt được cơ hội đối thủ sai lầm, Diệc Dương định kết thúc trận đấu nhưng lại mất cơ hội vào tay tuyển thủ Ấn Độ. Đến lượt Diệc Dương, chỉ còn lại 3 bi trên bàn, mọi người đều hồi hộp chờ mong. Diệc Dương bình tĩnh đưa cả hai trái bóng vào lỗ, đánh dấu tấm huy chương vàng thứ 6 của đội tuyển BA Trung Quốc. Ba chàng trai vừa kề vai sát cánh ngồi tâm sự sau trận đấu. Hiểu Đông giờ mới kể việc mình đã phẫu thuật vào cuối năm ngoái. Ngoài bố anh thì không ai biết, họ nhờ người chụp lại khoảnh khắc huy chương vàng này. Diệc Dương nhận được tin nhắn từ nick phụ của Ân Quả lên nhật ký hoạt động. Anh đọc được từng dòng trạng thái của cô tâm sự về chuyện tình cảm từ lúc bắt đầu yêu anh. Từ chuyện Trịnh Nghệ đưa cô đi tiêm phòng trước khi kết hôn, cô lo lắng thấy anh nói chuyện với một cô gái bản địa tại vũ hội tốt nghiệp, đến chuyện sợ anh lạnh nhạt vì yêu xa và nỗi lòng của cô dành cho anh. Ân Quả nói nick phụ đó là món quà tặng anh vì sự cố gắng của ngày hôm nay khiến anh rất cảm động. Ngô Ngụy tới hỏi Ân Quả đã đọc Weibo chưa, thì ra fan hâm mộ đã tìm thấy nick phụ của Diệc Dương. Trên đó đều là những khoảnh khắc thi đấu của người anh yêu. Khổ nỗi mọi người theo dõi đều nghĩ anh như một fanboy mà chưa theo đuổi thành công Ân Quả. Cô nhẹ nhàng giúp anh mặc áo, hỏi anh về nick phụ. Anh ngại ngùng nói mỗi lần không được gặp sẽ xem video thi đấu rồi lưu lại trên đó để đỡ nhớ cô. Đội tuyển BA trở về trong sự cổ vũ nhiệt liệt từ đông đảo fan hâm mộ. Diệc Dương tổ chức buổi dã ngoại để mọi người nghỉ ngơi sau trận đấu. Ân Quả cảm ơn Diệc Dương đã tặng món quà này cho cô. Anh muốn chúc mừng lần đầu tiên họ cùng đại diện cho đất nước ra sân đấu, rồi hôn cô say đắm. Thấy cô chê cốc nước ngọt quá, anh liền uống thay để cô gọi cốc nước mới. An Muội nói Diệc Dương vốn là người thậm chí còn không cho người khác động vào cốc nước của mình, vậy mà lại thường xuyên ăn đồ ăn thừa của bạn gái. Họ cùng nhau ngắm pháo hoa. Ân Quả dặn Diệc Dương hạn chế uống rượu để lấy sức còn đi chơi. Diệc Dương còn đặc biệt mời Trịnh Nghệ tới. Thì ra Ngô Ngụy cũng quen biết cô ấy. Trịnh Nghệ hỏi cảm nghĩ của Diệc Dương sau khi đọc bình luận của Ân Quả nói anh không đẹp trai. Ân Quả vội giải thích mình chỉ đùa.
Diệc Dương nói lúc đó anh nghĩ không ngờ người con gái nhìn ra anh không đẹp trai đã đến. Giang Dương tới đưa guitar cho Diệc Dương, thì ra anh đã bám theo Giang Dương học đàn trong suốt 70 ngày qua. Đội hậu trường tha hồ quay chụp lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi ngọt ngào này. Anh đàn cô nghe bài hát họ đã nghe vào lần đầu tiên gặp nhau tại quán bar, từng tò mò, từng rung động, từng ngóng chờ, từng say đắm, từng đau buồn, từng hy vọng. Họ cũng đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Diệc Dương tâm sự bao năm qua anh đã tự tạo ra một thế giới ảo, trông thì có vẻ tốt nhưng không phải là điều bản thân mình muốn. Sau đó, một cô gái đã xuất hiện để dẫn anh ra ngoài. Anh đã dành hơn một tiếng đồng hồ ở ga tàu để xem WeChat của Ân Quả và đã tìm thấy ở đó quá khứ của mình. Những video thi đấu của cô đã giúp anh can đảm trở về sàn đấu. Cô mang lại cho anh không chỉ niềm vui mà còn là đam mê cuồng nhiệt, lòng tự hào của một vị vua trên sàn đấu. Diệc Dương bất ngờ lấy chiếc nhẫn cầu hôn Ân Quả. Cô xúc động đồng ý trong sự vui mừng và chúc phúc của mọi người. Cả hai đều không nén nổi cảm xúc. Họ trao nhau một nụ hôn say đắm trong màn pháo hoa rực rỡ. 3 năm sau, Diệc Dương chính thức trao lại câu lạc bộ cho Giang Dương. Giang Dương đưa ra điều kiện Diệc Dương phải trông con cho anh mỗi khi bận công việc ở Đông Tân Thành. Tại quán bia của Diệc Dương dưới tầng hầm ở nước ngoài, con trai Giang Dương đang chờ đợi thi đấu với Mạnh Hiểu Đông. Ân Quả nói thằng bé và anh trai cô giống như là hai cha con vậy. Diệc Dương đưa Ân Quả đi dạo trong trời tuyết. Họ cùng nhau đi tới quán bar lần đầu gặp gỡ. Anh đã đặc biệt bao cả quán. Họ nhìn nhau âu yếm. Quá khứ của Diệc Dương đã từng cố gắng rất nhiều nhưng vẫn thấy trống trải cho đến khi trong trận bão tuyết họ gặp được nhau. Câu chuyện ngọt ngào của hai tuyển thủ bia tài giỏi, Lâm Diệc Dương và Ân Quả đã khép lại, mang đến nhiều cảm xúc về một tình yêu đẹp, hết mình vì nhau và sự đam mê cuồng nhiệt với bộ môn bia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đón chờ những bộ phim ngôn tình đặc sắc tiếp theo trên Kiến Review Phim nhé!